nói về nguyên lý và cái kỹ thuật siêu âm tổng đàn. Đầu tiên tôi sẽ nói về những cái điều hết sức cơ bản và nhiều khi là chúng ta không có biết. Đầu tiên, cái thứ nhất là lưu ý về cái chiều hướng của cái đầu dò. Cái thứ nhất là quy ước về cái hình là mình thấy trên cái hình siêu âm. Thì bây giờ ví dụ như tôi cầm cái đầu dò siêu âm, tôi thực hiện cái lát cắt dọc trên bụng bệnh nhân, thì trên hình siêu âm mình sẽ thu nhận được như thế nào? Thì bệnh nhân nằm bên này, bên tay phải của mình ha, mình thực hiện lát cắt dọc thì giống như mình đưa con mắt mình nhìn từ bên đây qua bên kia bệnh nhân, đúng không? Thì như vậy thì tương ứng như vậy thì phía mặt đầu dò nó tiếp xúc với bộ bệnh nhân là phía trước và đằng xa đó là phía sau bệnh nhân, đúng không? Còn khi mình thực hiện như vậy á thì cái phía bên trái màn hình á là phía đầu bệnh nhân và phía bên phải màn hình là phía chân bệnh nhân, đúng không? Không ai làm ngược lại hết, đó là quy ước quốc tế, mình không có được làm ngược lại. Rồi. Như vậy là bên trái là phía đầu mà bên phải thì là phía chân. Trên lá cắt ngang cũng tương tự như vậy, mình cắt ngang bên chân nhưng mình đứng phía dưới chân mình nhìn lên. Đứng dưới chân mình nhìn lên thì đây là phía trước, đây là phía sau. Còn bên trái màn hình là bên phải bệnh nhân và bên phải màn hình là bên trái bệnh nhân. Wow. Cái này nói chung cho cả siêu âm, cả CT, cả cộng hưởng từ tất tần tật về cái việc đó này đằng khác, nó đều chung quy ước như vậy. Và như vậy thì mình đừng có làm việc để mình đưa cái hình ra mình nói ngược lại. À tới này tôi nói là cũng đang đứng phải à, nhưng mà người ta nhìn trên hình ra là bên trái là không được nha. Tức là mình sẽ đúng quy ước. Để mà có một cái hình đúng quy ước á thì cái đầu dò của mình á nó cũng có một bên cực bên cái, chứ nó không có phải là như nhau. Và bởi vì cái gì thấy ví dụ như đây là cái đầu dò la nghiền, thì cái gì thấy rằng là nó chỉ có một cái điểm nó gờ lên một bên hay bên kia không có. Đó. Thì cái gờ lên đó người ta gọi là cái điểm đánh dấu ở trên cái đầu dò gọi là probe marker. Tương ứng như vậy thì trên cái màn hình siêu âm á thì nó cũng có một cái điểm sáng, thì cái điểm sáng đó gọi là screen marker, tức là cái điểm đánh dấu trên màn hình. Và như vậy thì cái hình mình đã bị đúng khi mà cái điểm đánh dấu trên đầu dò và điểm đánh dấu trên màn hình siêu âm nó ở cùng một phía. Nào, như vậy thì bây giờ tôi nói ví dụ như đây là cái đầu dò. Nha, đầu dò con bé. Bây giờ tôi thực hiện lát cắt ngang thì tôi sẽ để đầu dò như thế này. Bây giờ suy ra lát cắt dọc thì đầu dò nó xoay như thế nào? Nó xoay theo chiều kim đồng hồ như thế này, đúng không? Và bây giờ tôi muốn lát cắt ngang trở lại thì tôi như thế nào? Tôi trở ngược lại như thế này, ngược chiều kim đồng hồ, đúng không? Và như vậy là không bao giờ tôi làm sai hình hết. Cắt ngang như thế này, cắt dọc như thế này, rồi cắt ngang lại như thế này, đúng không? Đó. Rồi. Đây là cái lát cắt dọc. Thì cái gì thấy rất là cái đầu dò này nhìn thì nó đối xứng, nhưng mà các chị thấy bên này nó có G, dưới này không có, thấy không? Cái G đây là cái điểm đánh dấu ở trên cái đầu dò, tương ứng ở trên cái hình này. Thì khi mình thực hiện như vậy thì cái này là phía đầu bệnh nhân, đây phía chân bệnh nhân, đây là phía trước và đây là phía sau, đồng ý không? Đây là lát cắt ngang, còn mình đứng dưới chân mình nhìn lại, đúng không? Và như vậy thì đây là phía trước, đây là phía sau, đây là bên phải bệnh nhân, đây là bên trái bệnh nhân. Và cái G nó nằm ở phía này. Như vậy thì khi mình cầm đầu dò siêu âm á là mình thấy ở trong cái ngón tay cái của mình nó còn là đúng á, luôn luôn cầm đúng, thường là nó sẽ G lên, nó còn ở trong cái ngón tay cái của mình, thấy không? Rồi. Như vậy thì đây là từ lát cắt ngang qua lát cắt dọc, thấy không? Nhắc lại là như vậy. Rồi. Một số kỹ thuật, đầu tiên là kỹ thuật sliding, tức là kỹ thuật trượt. Đó, tức là mình sẽ trượt cái đầu dò ở trên cái trên lát cắt ngang hay trên lát cắt dọc. Cái thứ hai là kỹ thuật tẻ, tức là compression. Thì thông thường cái kỹ thuật này dùng trong siêu âm mạch máu. Thì khi trường hợp mà nó bị huyết khối trên mặt thì mình sẽ dùng cái kỹ thuật này để chẩn đoán nó là huyết khối. Rồi, cái rocking tức là mình sẽ nghiêng cái đầu dò theo cái rẽ quạt như này nè, rocking. Đó. Rồi cái tilting tức là mình sẽ
theo cái hình này đấy à, đó, tilting theo cái hướng mà trên lá cắt dọc à, như là đây là rocking, đây là tilting. Rồi bây giờ trên lá cắt dọc á, thì bây giờ nhắc lại à, nó siêu âm màu bầu giống như siêu âm tổng quát vậy. Nếu mình làm con tổng khi mình cái pro marker phía này bây giờ cái stream marker phía bên này thì khi mình thực hiện lát cắt như em bé này ngồi đầu đó, thì mình sẽ thấy đây là phía đầu bệnh nhân và cái mông em bé, đây là phía chân bệnh nhân và cái đầu em bé đó, đây là phía trước, đây là phía sau. Trên lát cắt ngang cũng tương tự không, em bé nó nằm như thế này thì cái lưng nó ở phía bên phải vào bầu không, ở đây bên phải vào bầu đây dạ. Dạ khi mà làm thì đừng có bao giờ quên là phải xác định cái hướng cái ngôi của thai và cái bên phải bên trái của thai nhi, bởi vì nếu mà mình không có định hướng như vậy thì mình sẽ làm sai. Rõ cái gì thấy rằng là cũng một cái hình ảnh tim như vậy, nhưng mà có thể là một cái ngôi một cái tim bình thường hay là một cái tim qua phải nếu mà mình không định hướng được, đúng không? Đó. Một cái cách là để kiểm tra đó, tức là thông thường đó, là mình sẽ nhận biết ngay là mình làm đúng hay làm sai ngay từ đầu đó. Nhưng mà nếu mà cái gì thấy đấy, cái probe marker và cái stream marker nó cùng tiếp, thì khi mà mình cắt ngang, mình di chuyển ngang cái đầu dò đó thì là cái hình nó di chuyển ngược lại là đúng. Còn nếu mà mình để hai cái nó ngược hướng nhau như thế này thì mình khi mình di chuyển là cái thai nó chạy theo cái cấu trúc khảo sát chạy theo là sai. Nhưng mà tôi thì tôi không bao giờ làm đến cái bước này là bởi vì trước khi vô làm là mình lo hết rồi. Đó, mình cho cái này và cái stream marker và cái probe marker nó phù tiếp, không bao giờ thành lỗi hết. Một cái cách nữa là nhiều khi á, cái đầu dò là mình không biết đâu là bên đực, đâu là bên cái. Cái gì hình dung đâu, là bởi vì nhiều cái nó gờ lên rõ lắm, còn nhiều cái mình bán chính bán nghi. Thì rất là đơn giản, mình cho một tí gel một cái góc mà mình nghi nó là cái probe marker đó, rồi mình cho ngón tay vô mình nhấp nhấp cái. Thì nếu mà nó đúng phía thì là nó là bên cái phía probe marker. Cái gì hình dung ra không? Rất là dễ, đừng có cho hết đầu dài, cho một góc thôi. Mình gõ là mình sẽ biết được cái phía bên nào. Cái này nó quan trọng lắm nha, tại vì rất là nhiều người không biết làm. Và cái thứ hai là làm ngược. Rồi bây giờ cái đầu dò trong phụ khoa thì nó như thế nào? Thì trong phụ khoa thì mình dùng cái đầu dò gọi là micro convex, tức là cái đầu dò qua ngã bụng cũng là cái đầu dò convex. Còn cái đầu dò phụ khoa nó cũng là convex nhưng mà micro, tức là nó nhỏ hơn. Và nó nhỏ hơn thì thông thường cái đầu dò qua ngã, một đầu dò qua ngã nào thì cái tần số nó cao hơn cái đầu dò qua ngã bụng. Thì nếu ví dụ như là tần số trung bình của đầu dò qua ngã bụng khoảng chừng 4 MHz thì đầu dò qua ngã đào trung bình, tần số trung bình khoảng chừng 7 MHz, tức là cái độ phân giải nó cao hơn nhiều so với cái đầu dò qua ngã bụng. Vì thông thường mình đưa qua ngã đào thì mình sẽ coi những cái cấu trúc rất là gần đầu dò, đúng không? Và như vậy thì cái đầu dò qua ngã đào, cái nhìn cái độ sâu khảo sát nó không có cao, nó sẽ ngắn, nhưng mà nhờ cái độ phân giải cao thì hình ảnh nó chi tiết và nó sắc nét hơn. Cho nên rằng là cái đầu dò qua ngã âm đạo là một cái không thể thiếu đối với một bác sĩ làm sản phụ khoa, bắt buộc phải có cái đầu dò này, không có thì không có phải là sản phụ khoa. Vấn đề là người ta quy ước như thế nào. Cái gì thấy thông thường ngày xưa khi mới ra thì cái đầu dò qua ngã âm đạo nó là một cái đầu dò thẳng, nhưng mà thực ra cái đầu dò thẳng nó rất là khó để mà làm việc, bởi vì nếu người ta muốn chọc hút nang noãn hoặc là muốn làm một cái sinh thiết thì người ta phải để một cái kim bông. Và như vậy thì cái gì thấy nếu mà để cái dạng gập góc như thế này thì rất là dễ làm. Còn nếu mà nó đầu dò thẳng thì rất là khó và không làm được luôn. Thấy chưa? Đó, thành ra rằng là sau này thì đa phần là cái đầu dò nó sẽ có gập góc. Đó. Và cái phía mà gập góc đó chính là cái phía probe marker. Cái gì hình dung ra không? Và như vậy, nhắc lại, như vậy là tôi nói ví dụ như đây là cái đầu dò qua ngã âm đạo. Đó, nó sẽ gập góc như thế này. Thì cái probe marker là phía trên, đúng không? Và như vậy thì qua ngã âm đạo thì mình sẽ quy ước cái chiều hướng nó như thế nào. Bây giờ mình trước tiên mình nói quy ước cái hình trước. Thì khi mình đưa cái đầu dò qua đây thì đây là phía trước bệnh nhân, đây là phía sau, đây là phía đầu và phía chân. Nhưng mà cái hình đó là thông thường mình sẽ xoay chín cái độ để mình xem, đúng không?
sẽ xoay đây nè, từ cái hình này mình xoay ra đây. Như vậy là cái mà cái phía mà trên của màn ảnh là ảnh đó, đó là phía dưới chân, còn phía dưới màn ảnh là phía trên đầu của chân đấy nha. Và cái bên trái là phía trước và bên phải là phía sau nha. Tức là mình sẽ xoay cái hình 90 độ để xem. Còn bên tây thì nó lại xoay ngược luôn đó, nó xoay không phải là xoay xuôi xuống mà xoay ngược lên trên đó. Đó. Và như vậy thì đối với quan âm đạo thì người ta dùng gọi là lát cắt sagittal, tức là như thế này. Như vậy thì cái propagand ở phía trên này, đúng không? Rồi, và nó không có cái axial là lát cắt ngang, mà nó thay vì cái lát axial nó là coronal, lát cắt vặn, đúng không? Rõ ràng, mình đưa qua đường hầm thì đây là lát cắt dọc và mình xoay ngang như thế này. Như vậy là từ lát cắt dọc và mình xoay là xoay ngược chiều kim đồng hồ để ra lát cắt ngang. Lát cắt ngang thì bên đây là cái propagand, thấy chưa? Đó. Và cái này không gọi là ngang mà lát cắt vành ở trên qua đường dòng quan âm đạo. Rồi ha. Như vậy lát cắt vành thực chất cũng coi như là lát cắt ngang cũng được đi, nhưng mà về không gian nó mình phải gọi đúng của nó là lát cắt vành, đúng không? Dạ, như vậy là đây là sagittal, đây là coronal ha. Hai lát cắt vậy, không có xoay tùm lum nha, không xoay vào hướng này nha. Như vậy chỉ có hai hướng cắt thôi, một là cắt sagittal, hai là cắt coronal. Rồi muốn trở lại sagittal thì xoay lại như này, đúng không? Và như vậy khi mình làm như vậy thì nó sẽ cấn đầu giò lên trên cái giường, đúng không? Bởi vì cái cột cấn nó xuống như này nè, nó sẽ cấn làm không được. Vì một á là sản phụ phải nằm cái tư thế sản khoa và trên cái giường sản khoa, giường để khám sản khoa. Và giường để khám sản khoa thì nó sẽ trống ở phía dưới này là đó là lý tưởng. Còn nếu không, nhưng mà thường cái giường rất cao lắm, nó lại không thuận lợi cho cái máy siêu âm mình làm. Thì thông thường á, thì bây giờ mình modify bằng cách là mình cho bệnh nhân cái gối dưới mông, không? Còn có nhiều người là bây giờ không làm gối dưới mông, mà tôi thấy không làm gối dưới mông cực kỳ khó, nó sẽ vướng, rất là vướng, và mình không có quét hết các góc được, và nhiều khi mình sẽ bỏ sót bệnh lý. Ra tôi vẫn khuyên các chị là nên có gối dưới mông cho bệnh nhân để mà mình khảo sát tốt, vì có gối dưới mông là nó cao lên rồi là mình dễ thao tác hơn nha. Đó, đây là cái hình demo. Rõ ràng là cái gì đấy, đây là cái đầu dò mà nó thẳng luôn. Đây là lát cắt dọc, xoay đi tổ và cắt bằng thì người ta xoay như thế này. Thấy chưa? Dạ. Thì bây giờ mình sẽ có nhiều cách. Đây là một cái xương bằng ngạc bụng. Cái tử cung này là cái tử cung gặp sau. Rõ ràng thì mình dùng cái bàng quang làm cái cửa sổ âm. Mình thấy đây là cái tử cung nó gặp sau. Thế nhưng mà rõ ràng hai cái hình này trên cùng một bệnh nhân, khi mà cái tử cung gặp sau đó một cái rất là khó cho các nhà khoa, là bởi vì các chị tưởng tượng đi, không có cái nước tiểu trong một đái thì mình không có cửa sổ âm để coi cái tử cung. Nhưng mà cái việc tưởng tượng cái bọt đái nó càng nhiều thì cái tử cung này, cái đáy tử cung nó càng đi xa rồi dọc. Và khi mà cái chùm tia nó không vuông góc với cái thân tử cung mà nó song song với thân tử cung thì cực kỳ khó coi. Đó, cho bệnh nhân này, thì sau khi mình cho bệnh nhân đi tiểu, sau khi mình cho bệnh nhân đi tiểu, mình làm siêu âm đầu dò thì nó rất là đẹp. Là bởi vì trên cái đầu dò qua ngã bụng mình không phân tích được các lớp cơ tử cung, nhưng mà trên cái đầu dò qua ngã âm đạo thì mình sẽ coi rất là rõ. Thông thường cái cơ tử cung nó có 3 lớp. Thì cái gì thấy rằng là cái thứ nhất đây là nội mạc tử cung. Cạnh cái nội mạc tử cung nó có một lớp hồi âm kém, tức là cái lớp cơ trong tử cung. Và sau cái lớp cơ trong tử cung là cái hồi âm nó gần như đồng nhất, thì đó là lớp cơ giữa và lớp cơ ngoài. Thì giữa lớp cơ giữa và lớp cơ ngoài nó ngăn cách bởi cái động mạch vòng cung, động mạch vòng cung và những cái lỗ này. Như vậy là mình thấy được 3 lớp cơ ngoài, lớp cơ giữa, lớp cơ trong và nội mạc tử cung. Bây giờ mình coi rất là chi tiết trong cái khi qua đầu dòng qua ngã âm đạo. Trên các lát cắt vành cũng tương tự như vậy. Thì trên lát cắt vành lưu ý như vậy, thì bên trái màn hình là bên phải bệnh nhân và bên phải màn hình là bên trái bệnh nhân. Thì cái đầu dò và đây là cái siêu âm qua ngã bụng của một cái tử cung nó gặp trước. Tử cung gặp trước thì mình nhìn qua ngã bụng không có lớp tiểu đôi khi mình có thể thấy tương đối rõ. Thế nhưng mà nó không có chi tiết bằng khi mình làm qua ngã âm đạo, nó nhìn thấy rất là rõ. Nhưng mà cái nhược điểm của qua ngã âm đạo á, là nhiều khi mình coi được cái trái tử cung thì mình sẽ bỏ sót cái cổ. Thì nhiều khi mình phải lấy hai lát cắt thôi, một cái mình chuyên khảo sát đáy, một cái chuyên khảo sát cổ.
Tuy nhiên bây giờ có những cái đầu dò nó mở cái góc gần như là 360 độ luôn, thì gần như mình thấy đó. À, có những cái đầu dò nó lên bữa nay cái góc quét này nè, nó lên đến 360 độ luôn. Đó. Và đây, và một trong những cái ưu điểm của đầu dò va ngã âm đạo là mình khảo sát phần phụ rất rõ. Đây là cái buồng trứng bên trái, thấy rất là rõ khi có đầu dò va ngã âm đạo. Rồi, mình ca ngợi đầu dò va ngã âm đạo quá. Vậy thì bây giờ có những cái trường hợp người ta đau hạ vị, nhất là ở những cái nhóm tử mà chưa có gia đình. Thì bây giờ vấn đề là khi mà hỏi những cái trường hợp này thì cái thời của tôi, cái thời mà tôi mới ra trường thì nó rất là tế nhị. Thì nhiều cái anh chị là không biết ai khác, cứ hỏi người ta có gia đình chưa, người ta lắc đầu cái thôi không hỏi nữa. Thì thực ra cái đó là hỏi chưa có đủ, là bởi vì phụ nữ không bao giờ đánh mà khai hết á, phải hỏi thì người ta mới trả lời, đúng không? Chứ còn không rồi việc gì người ta trả lời, đúng không? Đương không đưa vô gặp một cái ông bác sĩ đương không nói khai lung tung, đúng không? Những cái bí mật không bao giờ bật mí mà làm sao mà khai lung tung được. Thì bây giờ mình sẽ hỏi là bây giờ cái tình trạng bệnh của cô là bây giờ tôi cần phải làm cái đầu dò va ngã âm đạo. Bây giờ tôi hỏi cô cái thứ nhất là cô có gia đình chưa, tôi có nói chưa, đừng có bao giờ im luôn. Ai thảo vậy thì có bao giờ mình có quan hệ chưa, đừng có nói là quan hệ tình dục, quan hệ chưa là người ta hiểu rồi, đúng không? Thì vì cái bệnh của người ta thì thường lúc đó người ta sẽ gật là lắc, đúng không? Người ta không trả lời, mấy cô có gì trả lời đâu, gật hay lắc thôi. Như vậy thì lúc mà người ta gật cả người ta bây giờ tôi sẽ dùng cái đầu dò này giải thích cho người ta nào. Và như vậy thì mình sẽ có một cái sự hợp tác rất là tốt. Chứ bây giờ hỏi có gia đình chưa, người ta đã cầu cái yêu luôn cái thôi là không được, đúng không? Có giờ người ta khai là cái vụ đó có rồi, đúng không? Có giờ người ta khai đâu. Thế bây giờ, nhưng mà bây giờ có những trường hợp người ta khăng khăng là người ta chưa có cái vụ đó, làm sao bây giờ người ta mình phải làm qua ngày trực tràng. Qua ngày trực tràng cũng tương đối tốt để mà làm trong trường hợp này nha. Thì qua ngày trực tràng thì mình vẫn dùng bao cao su mình bọc đầu dò để làm. Nhưng mà tôi lưu ý các anh chị rằng là khi mà dùng bao cao su bọc đầu dò, thì nếu mà chẳng may mà bệnh viện các anh chị mà mua cho bao rẻ tiền nhất là cái bao Happy á, thì các anh chị nên nhờ dùng hai bao nha, chứ không nên dùng một bao. Và bởi vì kinh nghiệm bản thân tôi xương máu về cái chuyện này rồi, các anh chị cứ tưởng tượng á, là nhiều khi mình hơi lơ đễnh á, mình bọc cái đầu dò mà hơi mạnh tay một cái á, lục luôn. Đó, thì mình phải dùng hai cái, mà qua cái ngày trực tràng nó có phân có này nọ đó, nó rất là dễ rách, thành ra mình nên dùng hai bao, đúng không? Bây giờ tôi phải trở ngược lại vấn đề, tôi không biết rằng là tôi có bất bình thường hay không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là với một cái bao mà tôi khi mà tôi choàng hơi mặt tay một chút mà nó rách, thì khi mà nó dùng đúng cái tính năng của nó thì liệu nó có bảo đảm hay không các anh chị? Xin hỏi cái gì đó, chắc chắn là sẽ rách thôi rồi, đúng không? Tại sao bảo đảm được, đúng không? Tầm bậy vô cùng, tôi không hiểu tại sao đừng bao giờ xài có hết pin. Nếu muốn có bọc thì xài có hết pin. Rồi bây giờ mình nó có một cái kiểu siêu âm nữa gọi là trang labio, tức là qua ngã môi thôi, tức là cái labio của mình nó có minor và major, tức là cái môi bé và môi lớn, đúng không? Thì bây giờ nói trang labio tức là mình sẽ không có đưa đầu dò vô trong âm đạo mà mình để ngay ở cái cửa mình coi, đúng không? Thì để ngay cửa mình coi thì mình có thể dùng cái đầu dò, ba loại đầu dò xài được hết, cả đầu dò linear, cả đầu dò convex và micro convex đều dùng được hết. Nhưng bệnh nhân cũng phải được giải thích khi mình làm cái điều đó, bởi vì nó rất là tế nhị các anh chị. Nói là cái này tôi sẽ bọc đầu dò lại, tôi sẽ để ngay cái chỗ đó để tôi coi, vì cái bệnh nó cần phải như vậy. Mình giải thích cho người ta là giải thích trước đàng hoàng, chứ đừng có không hiểu tụt quần ra, cái in vô cái chỗ đó rất là kẹt ha. Thì bây giờ là một trong những cái là mình có thể khảo sát là mình xài cái những cái người mà bị hở eo của tử cung ấy. Thì nếu mà mình không có cái đầu dò qua ngã âm đạo thì có thể dùng cái đầu dò qua ngã bụng đó, mình làm qua cái ngã môn để mình khảo sát cái hở eo của tử cung. Rồi nó cũng có những cái bệnh lý mà không thể nào dùng cái đầu dò qua ngã bụng và rờ ông không làm xuyên bụng, không làm xuyên âm đạo được, đó là cái bệnh lý túi thừa niệu đạo. Tại vì các anh chị biết cái niệu đạo nữ á, nó có chút à, có phút chút xíu à, nhưng mà tôi nói ở đời cái gì một chút xíu nó cũng sanh bệnh, chẳng hạn nó không có, đúng không?
cái ruột thừa nó khúc nó cũng sanh bệnh mà. Thì bây giờ cái niệu đạo nữ nó có khúc mà, nhưng mà nó rất là kẹt, là bởi vì cái gì, cái niệu đạo nó chạy dưới cái xương mu đúng không, đi ra ngoài. Và như vậy thì nếu mà mình cứ tưởng tượng đi, đưa đầu dò vô âm đạo á, thì coi như là mình nhìn phía sau đường hầm, nắp vách đường hầm không thấy, phía trên đường hầm, phía sau đường hầm cũng không thấy, đúng không? Đưa đầu dò âm đạo là nhìn phía sau đường hầm chứ đâu có thấy gì phía trên vách đường hầm đâu. Chưa hết, qua ngã bụng thì đến cái xương mu là nó che hết rồi, đâu có thấy phía dưới được đâu, đúng không? Đó. Rồi cái bệnh lý thứ hai nữa là cái bệnh lý ở âm đạo. Âm đạo làm sao mình đưa đầu dò vào âm đạo đâu? Bệnh lý ở vách âm đạo, mình đưa đầu dò âm đạo không thể nhìn được cái mắt. Mình đưa đầu dò vô đường hầm mình không thấy được cái mắt đường hầm, đúng không? Tại vì cái đầu dò của mình nó đâu có phát tia ra hai bên, nó phát tia bên trước của mình. Rồi bây giờ mình sẽ xem một số cái quy ước. Và ví dụ đây là một cái đầu dò, cái gì thấy rằng là bệnh nhân cũng được giải thích giống như mình làm con âm đạo vậy á, nhưng mà rõ ràng là mình để ở ngay cái đường vô thôi chứ mình không có đút đầu dò vô, thấy chưa? Đó, và mình nhìn vô thì thẳng cái đường hầm mình nhìn vô là cái âm đạo, và thường cái phổi tử cung nó vuông góc nào thì mình sẽ thấy được nó đó. Và đây là cái đầu dò để rồi mình cũng xoay 90 độ giống như mình làm con âm đạo vậy đó, thì mình sẽ thấy thẳng cái đầu dò vô, đây là cái âm đạo và thường cái phổi tử cung nó vuông góc, thấy chưa? Rồi đó là cái hình vẽ. Còn cái hình thực tế nè, mình để cái đầu dò, đây là cái đầu dò con rách con ngã bụng nè, đây là cái âm đạo nó đi vô, thấy chưa? Mình thấy cái bọc đái ở phía trước đây nè, nha, đây là cái túi cái khoang ối, và đây là cái cổ tử cung, đây là cái kênh cổ tử cung. Mình dùng ra không? Được hết đúng không? Mình hình dung ra được hết vấn đề. Và như vậy thì mình coi rất là rõ cái đoạn cổ tử cung này, coi không? Có hỏi không? Thấy chưa? Dạ. Đây là một cái trường hợp khác, dạ, minh họa cho mình. Đó, rõ ràng là mình để cái đầu dò như này, cái đầu em bé này ha. À, rồi, cái cổ tử cung thường nó vuông góc như này. Mình xoay 90 độ ra thì mình sẽ thấy được cái hình này. Thấy chưa? Và đây là cái hình thực tế cổ tử cung này. Thấy không? Dạ. Nhắc lại, như vậy là mình phải cũng dùng bao cao su bọc lại đàng hoàng. Và đó. Đó, đây là nát cắt sagittal. Và mình xoay ngang là nát cắt coronal. Không, cách làm là như vậy thôi. Dạ. Thì nếu mà cái đầu dò này không hẳn là nó tối ưu, là bởi vì mình so sánh trường hợp đo cái kênh cổ tử cung giữa một cái đầu dò qua trăng labial và đầu dò trăng vaginal, tức là đây mình là qua ngã âm đạo, thì rõ ràng cái này nó tiếp cận trực tiếp với cái cổ tử cung, và cái này nó bị xóa một phần là bởi vì khí ở trong trực tràng nó che mất một phần. Đó. Như vậy là cực chẳng đã, khi mình không có đầu dò qua ngã âm đạo thì mình mới dùng qua cái ngã môi này thôi, đúng không? Hoặc là có những trường hợp rất là nhạy cảm, ví dụ như bệnh nhân ra huyết rất là nhiều, mà cái gì bệnh nhân ra huyết quá nhiều, cái gì cũng cẩn thận nha, nhiều khi người ta sẽ đổ thừa là mình đâm cái đó vô, đưa cái đầu dò vô rồi người ta cái này cái kia đó, thì nhiều khi mình cũng chọn qua cái ngã này thôi. Rồi thì đây là một cái trường hợp mà tôi, bệnh nhân này là một cái bà cụ ở ngoài Ninh Thuận Bình Thuận, đi vô từ Vũ Khám, và bác sĩ từ Vũ làm siêu âm qua ngã âm đạo không thấy gì hết, mà bệnh nhân nói rằng là mỗi lần đi tiêm thì cũng thấy nó lòi ra cái cục gì á, mỗi lần đi tiểu thấy lòi ra cục gì. Đó. Thế thì qua bên tôi làm thì bệnh nhân làm cộng hưởng từ, nhưng mà sau khi làm cộng hưởng từ tôi vác qua phòng siêu âm tôi làm, thì cái này là khi mình làm cộng hưởng từ cái vùng chậu á, thì thường mình bơm gel vô trong cái âm đạo đó. Thì đây là cái bọc đái, đây là làm siêu âm qua đồng cục, và cái này là gel ở trong âm đạo. Gel trong âm đạo thì nó có cái bọc khí, mình gel luôn luôn nó có những cái bọc khí nhỏ nhỏ, thì cái gì thế đó, đây là gel trong âm đạo, đây là lát cắt ngang bọc đái, đây là lát cắt dọc, thì cái gì thấy gel trong âm đạo thôi, còn hoàn toàn không thấy cái gì khác cả. Đây là cái bọc đái, và rõ ràng cắt qua ngã bụng là bình thường, có gì đặc biệt. Rồi tôi mới dùng cái đầu dò đó để tôi cắt qua, tôi làm qua cái ngã môi bé đó, môi lớn môi bé đó, thì cái gì thấy đây là cái lát cắt sagittal, thì cái gì hình dung đây là cái xương mu nè, hình dung chưa? Rồi đây là cái bọc đái nè, hình dung chưa? Rồi đây là cái gel ở trong âm đạo nè, cái gì hình dung chưa? Nó cắt sagittal. Rồi như vậy thì giữa cái bọc đái cái âm đạo thì cái này là cái vùng của niệu đạo, hình dung chưa? Cái niệu đạo nữ đó
Thấy chưa? Dọc theo cái điều đạo này nó có những cái lỗ đen nhỏ nhỏ, đó chính là cái túi thừa điều đạo. Anh hiểu không? Không, mình phải thuộc giải phẫu trong đầu mình á, khi mình làm đó, cái điều đạo nó nằm trên, cái âm đạo nó nằm dưới, được chưa? Rồi đây là cái túi thừa điều đạo, và đây là lát cắt coronal. Coronal thì mình để đâu giờ vô, đây là những cái túi thừa, và do cái âm đạo của mình nó móc lên phía trên, cho nên mình thấy đây là treo trong âm đạo phía sau, được chưa? Thì cái lát cắt quan trọng nhất là cái lát cắt sagittal này, sương mù, nước tiểu và túi thừa, đây là treo trong âm đạo. Tương ứng với đó là cái hình như cầu hình từ, đây là cái bọc trái, đây là gel ở trong âm đạo, đây là khí ở trong âm đạo, và đây là từ cổ tử cung ra cái điều đạo đây này, và dọc đó là có một đống túi thừa này, không có túi thừa này. Dạ, như vậy thì đây là một cái bệnh lý túi thừa điều đạo, và nếu mình biết cách dùng đầu dò thì mình chẩn đoán được, không cần đến cầu hình từ, không. Là bởi vì bệnh nhân này rất rất khó chịu. Đây, cái hình cho các anh chị mình nhớ. Đây là cái tử cung, đây là cái âm đạo ra, thì đây là cái bọc đái, thì rõ ràng cái gì đấy, đây là cái sương mù này. Thì ở đây người ta vẽ một cái túi thừa thôi, nhưng mà thường là túi thừa nó có nhiều đó. Và cái đoạn điều đạo này nó rất là ngắn, nhưng mà nó vướng, nó nằm ngay cái sương mù, thì mình để đầu dò trên đây không thấy được, chỉ có cách là để ở dưới cao, ngay cái đường vô mình sẽ thấy được cái bệnh lý đó. Rồi, ở đây là một cái trường hợp mà tôi mới gặp gần đây. Như vậy là cái ngày khám là ngày 12 tháng 9, thì trên khoa sản người ta làm, trên sản phụ khoa người ta làm. Thì lâm sàng là bệnh nhân này đau ở âm đạo, thấy không? Và siêu âm thì không có thấy gì bất thường hết. Nhưng mà lâm sàng thì người ta thấy rằng là có một cái khối gì đó mà không biết là một cái khối đặc là solid mass ở cái bọc đái hay là cái thành trước của âm đạo. Đó, và cái chẩn đoán này rõ ràng là nó dựa vào lâm sàng chứ không phải là dựa vào siêu âm, bởi vì toàn bộ siêu âm là đã bình thường hết, siêu âm qua ngày âm đạo bình thường hết. Cái bệnh nhân được gửi qua khoa niệu để coi rằng có u bọc đái hay không, thì khoa niệu trả lời rằng là không có u bọc đái. Bây giờ trả ngược lại khoa sản bối rối mới gọi cho tôi hỏi bây giờ cái này có anh giúp làm sao. Nói thôi được rồi, cho cái siêu âm tổng quát đi, tôi xuống tôi coi. Tôi xuống tôi coi thì tôi thấy là đây là cắt ngang cái bọc đái, thì mình thấy là đây là cắt ngang cái vùng chậu, đây là cái bọc đái, đây là cái tử cung, mình thấy thấp thoáng cái vùng trứng hai bên, và đây là lát cắt dọc, cắt dọc thì mình thấy đây là cái bọc đái, đây là cái âm đạo, đúng không? Rồi cái tử cung đây, cái cổ tử cung đây, cái thân tử cung này gặp sau có cái nhân sơ bé bé này. Và như vậy thì câu chuyện đến đây là kết thúc, tức là toàn bộ cái bọc thành bằng qua không có vấn đề gì hết. Thấy chưa? Như vậy thì bây giờ các anh chị gợi ý cho tôi làm cái gì để chẩn đoán. Chưa qua ngã môi thôi. Vì người ta nghi là bệnh lý ở âm đạo mà. Đúng không? Rồi bây giờ rõ ràng rằng là đưa lên ông điệu thì ông điệu cũng làm siêu âm như thế này, chẩn đoán là không có bú bằng đái thì đúng rồi. Nghi bú bọc đái người ta lên, người ta kiểm tra không có bú bọc đái, người ta trả về. Còn dưới sản á, thì làm siêu âm qua ngã âm đạo thì trả lời bình thường hết. Nhưng mà lâm sàng người ta đau, người ta thấy còn một bên à. Rồi bây giờ mình làm siêu âm thấy gì? Đầu tiên tôi dùng cái đầu dò convex, tôi khảo sát qua cái ngã môi. Thì cái gì thấy rằng là tôi thực hiện cái lát cắt vành á, thì mình thấy đây là cái pubic, tức là cái sương mu á, không? Và cạnh nó là một cái cấu trúc đặc hay là dịch, cái gì đặc hay dịch, nhìn đây là đặc hay dịch hả? Rồi nó là cấu trúc dịch có ngăn, thấy chưa? Và nó nằm rất là gần đầu dò để vô rung, mà nó cứ máu rất là dữ, thấy chưa? Đây là đầu dò con bé. Tôi chuyển qua cái micro convex cho các anh chị coi luôn. Tần số 9 MHz. Thì cái cấu trúc này nó có vách ngăn dầu tươi máu, có hồi âm bằng kính mờ. Thấy chưa? Rồi tôi chuyển qua cái đầu dò linear luôn cho các anh chị coi. Rồi đó, cái hồi âm bằng kính mờ có vách ngăn rất là rõ, dầu tươi máu, và nó nằm ở ngay cái đường vô, ngay cái đường vô.
và nó nằm ở phía bên phải. Chẩn đoán là gì các anh chị? Thứ nhất, nó không phải là u đặc, nó là khối dịch. Khối dịch mà có hồi âm và kính mờ, có vết ngăn, dầu tưới máu, đau, áp xe. À, và cái chẩn đoán của tôi là áp xe cái thành bên phải của âm đạo chứ không phải là u. Rồi, bệnh nhân được đặt ra là 20ml mủ sạch. Thấy chưa? Như vậy thì rõ ràng là mình phải biết cách để chẩn đoán. Chứ có những cái rất là đơn giản mà mình cứ cao siêu, anh dùng ra trên. À, một cái cách nữa để chắc chắn đó là khối dịch đó, tức là mình làm cái siêu âm đàn hồi. Thì khi mình làm cái đàn hồi như vậy, đây là một cái đàn hồi định tính, thì mình thấy cái sỏi ảnh BGA thì chắc chắn nó là khối dịch. À. Rồi. À, cái này là khi người ta rập nè, người ta rập ra là được 20ml phụ sạch. Tôi cũng chưa coi lại coi kết quả vi trùng nó ra vi trùng gì. À, như vậy thì cái thứ nhất là tôi lưu ý về chiều hướng, thứ hai là sử dụng đầu dò trong trạm vượt qua, và thứ ba tôi cũng nói linh tinh rồi chứ chưa có nói mô bài, tức là điều chỉnh máy làm sao cho nó tốt. À, cái máy bây giờ thông thường đó là nó đa năng, cho nên là có đầu dò này, có đầu dò kia, và nó có thể làm nhiều cơ quan. Và như vậy thì khi mà nhà sản xuất người ta làm ra thì người ta sẽ set up máy tối ưu theo từng vùng khảo sát. Tôi nói ví dụ như tôi muốn làm cái bút thì mình phải chọn đúng chương trình bút. Tôi muốn làm giáp thì mình phải chọn đúng chương trình giáp. Là bởi vì cái bút, cái yếu tố kỹ thuật nó khác, cái giáp yếu tố kỹ thuật nó khác. Chưa kể là khi mình cần lấy cái tên giải phẫu mình dán lên hình đó, là mình chọn đúng cái vùng đó thì nó ra cái giải phẫu của tên cái vùng đó thôi, đúng không? Chứ giờ tôi làm vú mà tôi lấy chương trình giáp thì cuối cùng nó ra là thùy phải thùy trái, chứ nó đâu ra là một ba trên ba dưới ba trong ba ngoài, cái gì hình dung đâu đó. Rồi, và khi mà người ta đã set ưu máy tối ưu rồi thì lúc mình làm mình ít phải điều chỉnh nhất, cho nên là không có lười. Đầu tiên là phải chọn đúng chương trình khảo sát trước, cái đó là quan trọng nhất. Rồi, cái thứ hai là mấy cái nhà làm máy á, là nó là dân làm ăn buôn bán, nó luôn luôn nói máy của nó real time. Các chị hình dung khái niệm real time là gì không? Real time là chuyển động theo thời gian thực, đúng không? Ngày xưa khi tôi còn bé đó, cái thời tôi là mê Lý Tiểu Long, Địch Long Phương Đại Vệ, à, thì hay đi coi phim đó, thì ra nó coi á, là hay lên lâm đa trên cái chỗ phòng chiếu phim á để coi. Hồi đó là những cái phim bầm nó rất là to, và nếu mình lấy mình rút ra cái phim đó, là nó nhỏ và nó có những cái hình nó nối tiếp nhau đó, thì cái nguyên lý tác ảnh của cái trên cái điện ảnh là gì? Tức là người ta thấy rằng là khi người ta ghép 24 hình, người ta cho chạy 24 hình khung hình trong một giây thì nó là chuyển động thực đó. Tức là những cái hình ảnh nó nối tiếp nhau và và nếu mà các chị làm siêu âm, các anh chị để ý, sau khi các anh chị free lại rồi, các anh chị lăn ngược cái carbo, các anh chị sẽ thấy những cái hình nó lần lượt có năng lượng, đúng không? Thì trên cái hình siêu âm nó cũng lớn theo cái nguyên lý đó, nó sẽ lấy hình liên tục. Và như vậy thì nếu mà nó chạy từ 24 khung hình trở lên thì nó sẽ là full time. Hình dung ra chưa? Đó. Và ra cái thời mà là phải nói về cái thời của tôi là rất là mê cái phim hài của Sacro đó, cái phim hài rất là nhân bản. Thì cái thời đó thì các chị nên nhớ rằng là nếu mà các chị coi được những cái Sacro mà trắng đen á là phải hay, và nó cũng rất là ấn tượng, là bởi vì nhiều khi cái ông Sacro đó ông đi không có theo cái vận tốc thật, có khi ông đi nhanh quá, có khi ông đi chậm quá. Là cái lý do là hồi cái thời của ông á, còn trắng đen á, là người ta còn quay tay. Cái nhiệm vụ của ông quay phim hồi đó rất là quan trọng, có nghề hay không á, là quay với cái tốc độ 24 của mình dần dần hay không, đúng không? Và chẳng may ngày hôm trước đi nhậu với bạn về tối đó gọi đánh nát nhau, sau đi làm là quay về bạn, và cái hình nó lên nó đâu có real time nữa, đúng không? Thành ra là nhiều khi coi phim nó mà biết cái tâm trạng của cái ông quay phim đó. Thì bây giờ
Thế thì bây giờ cái máy siêu âm của mình nó có chuyển động theo thời gian thực hay không? Thì xin thưa là nhiều khi không có theo thời gian thực. Kể cả những cái máy rất tốt. À, nếu mà các anh chị, tại vì nhiều khi các anh chị không có để ý. Cái thời 10 năm đầu sau khi tôi ra trường tôi không có để ý điều này. Và nhiều khi tôi làm tôi bực mình, ủa tại sao cái máy này nó chậm quá. Cảm giác là cái máy nó không có thùng. Cảm giác là mình quét đi rồi, bây giờ nó ra hình kia, các anh chị không bao giờ để ý chuyện đó không? Rồi. Vậy tại sao như vậy? Thì tại ngoài cái 2D là mình còn dùng màu, còn dùng xung, còn dùng đủ thứ nữa. Thì mình nên nhớ rằng là bản chất của cái máy siêu âm của mình là cái máy vi tính. Cái gì thấy bây giờ mà khởi động cái máy siêu âm lên là nó chạy Windows không? Thấy chưa? Thì khi nó là đa nhiệm, mình muốn nó làm gì nó làm được. Làm nhiều cái cùng lúc được. Nhưng mà rõ ràng ẩm em thì không có xe đúa. Vừa bắt nó ẩm em, vừa bắt nó xay lúa thì cái gì nó cũng bị dài dài hết. Đúng không? Thì suy ra rằng là nếu mình làm ngắn e không nó làm rất là mạnh. Nhưng mà mình vừa màu vừa xung vô bắt đầu là nó chạy không có nổi. Nó phải xử lý ba công việc một lúc. Và như vậy là nó chạy không có nổi. Và nó chạy dưới ngược real time. Mà mình không có biết. Thì bây giờ tôi sẽ cho các anh chị chỉ cho các anh chị biết. Để mà mấy cái nhà bán máy nó không có lừa mình được. Bây giờ đó tôi thử cái này tôi biết là máy không có mạnh hay không. Thì bây giờ đầu tiên mình nhìn lên trên cái góc này nè, sẽ thấy một loạt cái thông số. Mình phải biết đọc chứ. Cái FA này tùy theo máy thôi, là cái frame rate. Nó đề số 17, tức là nó chỉ có 17 khung hình trên dây thôi. Để giờ, cái CFA này là cái máy này nó đang dùng cái mode harmonic. Cái frequency này nó dùng tần số đầu dò là 12 MHz. Lý do là bây giờ thường là đầu dò là nó ra tần số. Lại nói về tần số đầu dò. Cái thời của tôi á, thành ra tôi nói á, những cái định nghĩa nó tương đối thôi. Và nếu á, mà mình không có thay đổi á, thì mình sẽ là những cái ông già lạc hậu. Bởi vì cái thời của tôi á, là khi mà tôi đi học thì các thầy nói một câu như đinh đóng cột là mỗi đầu dò có một tần số duy nhất. Nhưng mà bởi vì thời đó là đầu dò cơ. Đầu dò cơ thì đúng là chỉ có một tần số duy nhất. Còn bây giờ hầu hết là đầu dò điện tử. Đầu dò điện tử thì nó là đa tần số. Như vậy thì cái ưu điểm của tần số là gì? Nói một cách ngắn gọn là tần số càng cao thì độ phân giải càng cao, nhưng trường khảo sát càng đông. Đúng không? Đầu dò tần số càng thấp thì phân giải kém hơn nhưng mà nó khảo sát sâu hơn. Cái nào mình phải cân đối nhiều cái là cái hại cái hại cái đó. Như vậy thì ví dụ như tôi làm một cái gan, cái gì nhiều khi làm cái tổng quát cái gì không có để ý. Ví dụ như tôi làm cái gan bình thường, một cái gan bình thường một cái anh thanh niên không nhiệt mỡ tôi làm 4 MHz. Đúng không? Một cái đứa bé lên tôi để lên 5 MHz. Tôi chỉnh được cái tần số thôi. Một cái ông già gan nhiệt mỡ lên tôi giảm xuống còn 3 MHz thì lúc đó mới là chủ yếu. Nhưng mà thường anh em không có để ý với cái chuyện đó. Cứ để một cái tần số làm biết mà trong khi đó đầu dò là ra tần số. Rồi. Tiếp đến là cái gen, đây là cái gen mình biết rồi, điều chỉnh cái gen sáng tối của hình đó. Rồi tiếp đến là cái deep, là cái độ sâu. Cái độ sâu là từ cái mặt đầu dò cho đến cái điểm sâu nhất của màn hình. Cái deep này là 3.5. Cái deep nó ảnh hưởng rất là nhiều đến vận tốc xử lý. Lý do, nguyên tắc của chụp dây siêu âm sau khi nó đi hết cái độ sâu khảo sát trở về nó mới xử lý hình. Như vậy thì cái deep mình nó càng sâu thì cái hình xử lý nó càng chậm. Rất là đơn giản, đúng không? Đó. Tiếp đến nữa là cái anh chị thấy nó có cái DR, cái này không phải là doctor nha, cái này là dynamic range, tôi không biết dịch là tiếng Việt. Nhưng mà khi mình chỉnh cái dynamic này là mình chỉnh cái độ tương phản của hình. Đúng không? Mình chỉnh kém tương phản hơn hay là nhiều tương phản hơn. Tí nữa sẽ có ví dụ cụ thể. Cái focus như vậy là cái điểm rõ. Thì trên quy ước trên hình siêu âm là tương ứng với cái focus ở đâu, là ngang với cái nút đó là cái hình siêu âm nó rõ nhất. Đúng không? Ở trên đây là ba cái focus. Đó, vậy thì tôi phải phân tích làm sao mà một cái máy này không có tệ mà nó cho ra có 17 cái hình như vậy. Thì đầu tiên tôi sẽ nói về cái focus. Ở đây nó có một cái núi cát và một cái núi đất. Vì tôi hỏi cái gì, cái focus này nó nằm ở núi cát hay núi đất? Núi cát. Rồi, cái hình này focus ở núi nào? Núi đất. Cái này mới gọi là nghệ thuật. Nếu mà cái chị hồi cái thời tôi mà chụp cái hình mà nó rõ từ trước ra sau nó thằng này mới chụp hình. Đúng không? Mà chụp một cái hình người đẹp đó là người đẹp nổi bần bật lên và phía sau xóa nhòa hết thì đó là biết chụp hình, đúng không? Mà rõ ràng người đẹp cũng sướng vậy đó, nổi bần bật giữa một cái đám mờ hết, đúng không?
thì đó mới là không. Đó là tuyệt vọng. Bảy phần nữa. À, cái hình này tôi mới hỏi vợ. À, cái này tôi chụp ở trên sân golf ceiling Mũi Né. Nhìn cái sân golf nhìn ra biển. Các chị biết đây là ông trăng hay ông trời không? Hả? À? Ờ đúng rồi, có thằng cuộc gọi gốc ra mà, đúng không? Rõ ràng là ông trăng. Rồi. Tôi mới hỏi vợ tôi cái này là cái gì? Thì vợ tôi nói là cái này như cái bụi tàu ngoài biển. Ừ. Ừ. Tại vì các chị coi trong hình không? Thì nhưng mà thực sự khi tôi hỏi vợ tôi là như vậy, thì đến khi mà rõ ràng là cái hình thứ nhất này cái focus vào mặt trăng, cái hình thứ hai này focus vào cái ngọn lan, hai cái nó khác nhau, và như vậy là cái focus là cái mà nó rộng nhất và xung quanh nó mờ nhạt, thì cái đó mới là đẹp. Thì trăng siêu âm cũng vậy, mình để một hoặc là tối đa là hai focus thôi, đúng cái vùng tạo sáng. Và như và thứ nhất là nó đẹp hẳn cái cấu trúc mình cần tìm, và cái thứ hai nữa là nó sẽ giảm cái tốc độ xử lý của máy. Rồi bây giờ mình sẽ làm từng bước để làm cho cái hình là tốt nhất. Đầu tiên quan trọng nhất là cái độ sâu khảo sát vừa đủ. Các chị thấy rằng là cái hình này, hai cái hình này yếu tố nó như nhau hết, nó chỉ khác nhau về cái độ sâu thôi. Cái hình thứ nhất độ sâu là 3.5, cái hình thứ hai độ sâu là 4.5. Thì nếu mà tôi để 4.5 á, thì máy nó xử lý 37 khung hình trên dây, nhưng mà tôi để 3.5 thì nó được 42 khung hình trên dây, đúng không? Như vậy là càng đông thì máy xử lý càng tốt. Rồi. Cái thứ hai là lấy từ 1 đến 2 focus thôi, thường tôi lấy 1 focus thôi. Thì các anh chị thấy rằng là đây là cái size của cái hình đầu tiên tôi cho các anh chị coi. Tôi để 3 cái focus, nó có 17 khung hình trên dây. Mình nhìn thì mình vẫn thấy nó chuyển động, nhưng mà thực ra nó hơi giật giật, nó không có real time, nó có 17 khung hình trên dây. Cái hình dưới này nó thật hơn nè, là bởi vì nó được 42 khung hình trên dây. Yếu tố nó như nhau hết, chỉ khác nhau một cái điểm duy nhất là cái hình trên tôi lấy 3 focus, hình dưới tôi lấy 1 focus. Thấy chưa? 3 focus nó có 17 khung hình trên dây, mà tôi lấy có 1 focus thì nó lên được 42. Thì cái gì nói vậy thì em cần 24 thì em đâu cần đến 42. Dạ, cái này mình có trắng đẹp, đúng không? Chưa có màu, chưa có sung. Rồi, ví dụ như đây một cái trường hợp cụ thể. Các anh chị thấy với cái hình này tôi để 3 focus, nó có 17 khung hình trên dây. Qua cái hình này thì các anh chị thấy rằng là tôi giảm xuống 1 focus thì nó được 43 khung hình trên dây. Nhưng mà tôi chưa hài lòng, tôi thấy cái độ sâu ở dưới đây nó còn trống trải quá, tôi giảm cái độ sâu. Tôi chỉ khảo sát cái mạch máu và cái tuyến giáp này thôi, mà tôi giảm bớt cái độ sâu xuống còn 2.3 thì cái gì thế nó được 52. Dạ. Tiếp đến là mình dùng càng nhiều mốt thì cái tốc độ xử lý nó càng chậm. Nào. Đầu tiên cái gì thấy được là hai cái hình này, cái hình dưới này nó đẹp hơn hình trên. Nhưng cái hình dưới, hình trên là cái hình vi mốt truyền thống, cái hình dưới là hình harmonic. Cái mốt harmonic nó làm cho hình tương phản tốt hơn, nó mịn hơn. Và như vậy thì khi mình dùng mốt harmonic thì máy nó phải xử lý nhiều hơn. Thì những yếu tố khác như nhau hết, thì nếu mà giữa không harmonic và có harmonic, thì nếu mà không có harmonic nó được 42 khung hình trên dây, còn có harmonic thì nó còn có 64, nó giảm xuống còn 42. Đó. Nhưng mà tôi khuyến cáo cho các anh chị là cho đến bây giờ, nếu mà máy mình trung bình trở lên thì luôn luôn mình dùng mốt harmonic. Tại vì cái trắng đen bây giờ nó vẫn giải quyết 80-90% trường hợp rồi. Cho nên mình cần cái tương phản trắng đen, cái hình trắng đen nó thiệt tốt để mình chẩn đoán. Cho nên mình ưu tiên dùng cái mốt harmonic. Dạ. Thế bây giờ mình biết cái ưu điểm của cái đầu dò linear là nó phân giải tốt, nhưng mà nó nhược điểm là cái trường nhìn nó nhỏ, nó hẹp. Thế thì bây giờ người ta mới đẻ ra cái mốt nữa. Là bây giờ cái mốt mà linear truyền thống á, là cái dùng trên nó vuông thẳng thôi. Và bây giờ cái mốt bây giờ đầu dò bây giờ nó nhiều đồ chơi lắm, nó sẽ lái cái dùng trên qua phải, dùng trên qua trái, rồi xong nó mix hình lại, đúng không? Và như vậy là mình sẽ thấy được hai bên cắn gạch, đúng không? Thì cái này nó gọi là đầu dò convex ảo, virtual convex. Tức là mình nhìn thì cái mặt đầu dò nó phẳng, nhưng mà cái cánh gà hai bên nó có. Thì tùy theo cái độ mắt
của đầu giò, độ tinh xảo của đầu giò mà cái góc quét hai bên này nó rộng hơn cỡ nào nha. Rồi cái bây giờ mình dùng cái là trắng đen và đây là đàn hồi, thì cái gì từ trắng đen mà chuyển qua đàn hồi thì cái gì thấy cái tốc độ từ 37 nó giảm xuống còn 27 đó, nôm na tức là cứ mỗi mốt cộng thêm thì máy nó sẽ giảm tốc độ xử lý xuống. Bây giờ mình sẽ có cái hình ảnh cụ thể ở trên siêu âm mạch máu. Đây là cái động mạch cảnh chung ở bên phải và cái tần số mình đang có là 47 khung hình trên dây. Khi mình cho một cái hộp màu vô lập tức nó tuột xuống còn có 17 khung hình trên dây. Anh chị thấy chưa? Tại vì mình không có để ý nên mình không biết. Nào. Và bây giờ tôi tư bằng cách rằng là tôi không để cái hộp màu nó bự quá. Tại vì cái mục đích hộp màu là tôi định hướng dòng chảy thôi. Tôi biết là cái động mạch cảnh chung này nó chạy lên trên não và cái tĩnh mạch cổ trong này nó chạy về. Đúng không? Như vậy thì cái hộp màu nó nhỏ hơn vẫn có thông tin đó, nhưng mà nó sẽ cải thiện hơn. Thì nếu có cái hộp màu nhỏ hơn thì từ 17 khung hình trên dây nó cải tiến được lên được 28 khung hình trên dây. Đấy dạ. Rồi bây giờ tôi thêm cái mốt nó lại sung, thì cái gì thấy là từ 28 khung hình trên dây tôi cho cái sung vô nó giảm xuống còn 23 khung hình trên dây, nhưng mà như vậy là cũng đạt đó. Nhưng mà mình phải biết cách điều chỉnh từ chút một. Rồi thế nhưng mà tôi là cái người cầu toàn cho nên nhiều khi tôi định hướng dòng chảy xong tôi tắt luôn cái màu, tôi chỉ làm trắng đen và sung thôi, thì máy nó sẽ xử lý tốt hơn và được 31 của mình trên dây và cái phổ này nó trung thực hơn đó. Cái cách làm là như vậy ha. Rồi cái dia là cái dynamic là để có cái sự tương phản mong muốn. Mình sẽ không có một cái dynamic chuẩn. Thông thường tôi làm thì nó để cái mức dynamic nó 60 cho đến 66 là đó cánh giữa. Thì đây là cái cô đào nổi tiếng cái thời của tôi, đúng không? Thì cái gì thấy rất là cái hình này nó kém tương phản quá, còn cái hình này là tương phản quá mức. Nhưng mà tương phản quá mức cũng là một cái dạng nghệ thuật, tức là black and white. Cái gì hình dung không? Trắng là trắng hẳn và đen đen hẳn, đó cũng là một cái kiểu hình nghệ thuật. Nhưng mà rõ ràng rằng là cái hình tương đây là quá kém tương phản nên là tương phản cao. Cái hình mà tương phản mong muốn là nó có cái sắc độ sáng, đúng không? Và đây là đúng cái độ tương phản thì trên cái hình siêu vật như vậy. Đây cũng là một cái sỏi túi mật, đây cũng là sỏi túi mật. Ba cái hình này trên một người, nhưng mà cái gì thấy cái hình này rất là kém tương phản, cái hình này tương phản rất cao, cái hình này tương phản vừa phải. Cái điều nào ảnh hưởng lên là bởi vì cái này nó phụ thuộc cái dynamic. Cái dynamic cái này tôi để tối đa là 96, khi mà tôi để quá cao thì cái tương phản nó kém, và cái dynamic tôi để thấp nhất là 36, quá thấp thì tương phản rất là cao, thì cái tương phản vừa phải là 66. Như vậy thì thông thường mình để cái máy của mình set up ở cái ngưỡng là từ 60 đến 66 là ổn. Bây giờ mình đánh giá tới máu vi mạch. Mình biết rằng đa phần những cái cơ quan ở trong bụng hoặc những cái cấu trúc bệnh lý là tương máu vi mạch. Ví dụ như u vú chẳng hạn, u tuyến giáp chẳng hạn, u gan chẳng hạn, đó là tương máu vi mạch chứ đâu phải là như cái động mạch cảnh nó to đùng thì mình khảo sát đâu. Thì mình phải biết cách khảo sát nó. Tôi nói đây là một cái u vú, nhìn trên cái hình trắng đen là mình thấy nát tính rồi. Thế nhưng mà mình để cái đốm đen màu vô mình thấy nó tương máu ở ngoài rìa thôi, mà cái tương máu ở ngoài rìa là của lành tính, và khi mình nó tưới máu mà nó đi vô trong u là cái tưới máu của ác tính. Đấy chưa? Đối với u vú. Thế như vậy cái này nó sai ở đâu? Là bởi vì mình nên nhớ rằng là khi mình làm siêu âm mạch máu đó, làm siêu âm đốm đen là mình phải chỉnh máy, chứ nếu không chỉnh máy thì mình sẽ không phát hiện được. Và cái gì thấy rằng là cái thang tốc độ màu này nó cho biết là cái vận tốc trung bình dòng chảy là 25 cm/giây, trong khi đó cái tưới máu ở trong cái u vú là tưới máu vi mạch, tức là dòng chảy rất là chậm, và cái máy mà nó cho chậm nhất là 1 cm/giây, đúng không? Như vậy thì tôi phải giảm xuống cái để còn có 2 cm/giây. Nhưng mà một cái nhược điểm của mình đó là làm siêu âm á, là khi làm siêu âm á, là cho dù mình giảm cái thang tốc độ màu thấp rồi, nhưng mà nhiều khi mình cứ thấy cái một u á, cứ đè riết ở trên nó, thì cái gì tưởng tượng nó tưới máu vi mạch mà mình đè thì nó sẽ lép như con cá chép, đúng không? Đúng không? Vi mạch mà mình ép xuống đâu còn thấy gì nữa đâu. Bây giờ thì như vậy thì thêm một cái nữa là phải hết sức nhẹ tay.
cái đầu giò nó chỉ tiếp xúc trên mặt da thôi, và như vậy thì mình sẽ thấy tưới máu nó đi vô trong cái u này. Cái hình này nó khác hẳn với cái hình này. Cái hình này nó có ý nghĩa là của một cái thủ thuật lành tính, được chưa? Rồi, như vậy là tùy người làm nha. Thật ra rằng là tôi rất là kỵ khi mà có những người quen gọi đến, dạ anh ơi tôi có làm. Có lần có một người ở ngoài Phan Thiết gọi điện thoại đường dài vô, cứ năn nỉ và bác sĩ cho em gửi cái hình siêu âm em làm vào đây vô cho bác sĩ coi, bác sĩ chụp lại. Khó khăn, không mình đâu có khó khăn gì đâu, nói muốn thì vô tôi làm dùm cho anh, không thể nào tôi đọc được người đang làm. Nhắc lại, như vậy đối với cái đốt nam mô mềm thì cái PRF nó phải dưới 1000 hẹp và không có đè ép đầu dò. Dưới 1000 hẹp, các anh chị thấy đây, đây là 5000 hẹp và đây là 600 hẹp, tức là dưới 1000 hẹp. Dưới 1000 hẹp thì tương ứng với cái scale từ 3 đến 5 cm trên dây, không có đè ép đầu dò. Rồi. Và cái sử dụng đốt nam nó cũng đem lại nhiều cái ý nghĩa nữa. Các anh chị thấy đây là một cái bướu bướu khác, mình thấy nó có tưới máu ở trong bướu. Tôi sẽ hỏi các anh chị là chuyện này có phải là tưới máu trong bướu không? Cái mũi trên có tươi máu không? Không. Nếu mà để ý là mình thấy nó có một cái đốm hồi âm dày, không có bóng lưng. Nhưng mà khi cho đốt le vô thì cái nó sẽ có cái hình ảnh aliasing mà nó thẳng xuống, giống như cái hình ảnh mà siêu âm mình thấy cục sỏi mà nó có cái bóng lưng phía sau á. Thì cái này người ta gọi là sỏi ảnh lấp lánh ở trên siêu âm đốt le. Khi mà trên siêu âm đốt le mình thấy cái sỏi ảnh lấp lánh có nghĩa là gặp cấu trúc vôi, đúng không? Trên trắng đen mình thấy nó là hồi âm dày, không có bóng lưng, và trên đốt le mình thấy cái sỏi ảnh lấp lánh thì đây có nghĩa là viêm bôi hóa. Thấy chưa? Nếu mà một cái bướu vú mà có viêm bôi hóa thì rất là gợi ý cho một cái bướu vú anh tinh, dùng ra chưa? Đó thì như vậy là đây là tưới máu trong bướu và đây là cái sỏi ảnh lấp lánh để nói rằng là nó có viêm bôi hóa ở trong bướu. Bây giờ mình sẽ kết hợp nhiều cái, bởi vì nó có một cái câu hỏi rất là kinh điển là nó là cấu trúc đặc hay dịch. Nhiều khi bị đó các anh chị, tôi nhớ hoài cách đây 10 năm có một em bé nó sưng ở cổ như thế này. Tôi làm siêu âm tôi thấy nó đen thui mà nó tăng âm như sau. Nó nói rồi, đây là một cái áo xe hạt rồi, nó hóa mũ hết rồi, nó đen thui rồi. Bác sĩ gửi xuống giờ, giờ thôi anh chặt thuốc dùng để thử. Chặt thuốc gòi không ra. Bởi vì sao? Khi mà mình có những cái hạch đó, khi mà nó viêm hoặc là ung thư đó, thì lúc đó nó mất cái rung hạch luôn. Nó hồi âm rất kém, gần như hồi âm trống luôn. Và thậm chí nó tăng âm phía sau luôn, giống như là dịch luôn. Nhưng mà thực ra nó là màu đặc, nó là hạch. Bây giờ thì cái siêu âm nó sẽ giúp mình phân biệt giữa hai cái đó. Đây là một cái vú, đây là hình real hai chứ không phải là đây là video chứ không phải là hình. Thì cái gì đấy, một cái cấu trúc hồi âm không có độc dứt, phía trên nó phù nề. Cái vấn đề lâm sàng nó khi người ta gửi xuống là người ta nói rằng là anh coi xem đây là u thì anh xin thiết, mà anh coi nó là dịch, nó là mủ thì anh báo lại để tụi tôi rằng anh chị thấy lâm sàng nó khôn không, nó ngon không. Nhưng mà mình phải chẩn đoán cho được nó là đặc hay dịch, bởi vì nếu mà mình nói nó là đặc thì mình xin thiết, còn dịch thì người ta tốt. Đó thì cái cách thông thường nhất là mình sẽ đè ép đầu dò coi dịch nó có sống sót được không, đúng không? Thì nếu nó có hồi âm thì nó sẽ sống sót, nhưng mà khi đè ép đầu dò này tôi cũng tin tưởng vì tôi thấy nó cũng như vậy à, thì tôi phải dùng thêm bước tiếp theo rồi mình phải dùng cái siêu âm đó lên. Cho nó là đánh giá ở rìa tổn thương, bởi vì nếu nó có tưới máu vi mạch thì nó tưới máu ở rìa cái tổn thương này thôi, nếu cái khối này là khối dịch, đúng không? Rõ ràng nó có tưới máu ở rìa rồi, nó mà cũng chưa yên tâm nữa, mình phải dùng thêm một cái nữa, tức là đàn hồi. Mình làm đàn hồi mình thấy cái sỏi ảnh bi da thì chắc chắn nó là dịch, đúng không? Đó là mình chẩn đoán là cái dịch. Rồi, với một cái dịch hồi âm mà kính mờ và có phù đề xung quanh thì mình chẩn đoán nó là áp xe vú. Cái này người ta hút ra được một cái con vi trùng rất là lạ. À. Dạ. Đặt cái dịch cái gì? Một cái hồi âm rất là kém mà mình đè mình cảm giác nó sống sánh ở trong, đúng không? Đặt cái dịch. Dịch. Đặt cái dịch.
đẹp, cái đầu giò mình hơi lúc lắc một chút là nó đúng đẹp. Rồi cái gì thấy là tôi để cái thang nó dưới 1000 hạt, trên 43 xong thì mình nhìn về. Mình sẽ thấy cái máu ở trong cái mô này rất là rõ. Thấy chưa? Đó. Dạ. Dễ đánh lừa lắm chị. Đây là một cái bác sĩ 30 năm kinh nghiệm làm siêu âm chẩn đoán. Một cái siêu âm nghi rằng là có một cái nốt mà có vi môi hóa và ở trong tôi mà đề mà nghi ngờ như thế này, có nghĩa là nghi ngờ hình tính đó, và đề nghị sinh thiết. Thì khi tôi làm sinh thiết thì rõ ràng rằng là tôi cảm giác là cái cấu trúc này, cái bờ này nó không có đều, cảm giác là có những cái đốm hồi âm dày ở trong cái nốt này. Tưới máu thì ở ngoài vi thôi, tôi để 5cm trên dây, cái này khoảng chừng 1000 hè đó, đúng không? Nghĩ đến là một cái cấu trúc đặc. Còn ngược lại, cái dụ ảnh thì không có thấy vi môi hóa. Thì tôi nhắc lại cái gì rằng là cái mỗi cái phương tiện nó có một cái lợi điểm của nó. Chẩn đoán vi môi hóa không phải là chẩn đoán của siêu âm, mà là chẩn đoán của ma mô, của dụ ảnh. Trên này mình không thấy vi môi hóa, có nghĩa là cái này mình nhận định sai, không có vi môi hóa. Tôi làm cái đàn hồi thì tôi thấy cái sọ ảnh bị nhẹ, đúng không? Đó. Thì cái vấn đề nó lớn cấn ở chỗ, nếu tôi kết luận cái này là cái nan thì người ta nói sẽ vô lý. Tại sao một người chẩn đoán là một cái u muốn nghi ngờ, một người lại dám nói là cái nan? Nhưng mà cái gì thấy rõ ràng nó không điển hình là một cái nan, bởi vì cái nan thì cái gì thấy thông thường nó tròn hoặc là nó bồn dục, nó hồi âm đen thui, nó đen thui đúng không? Hoặc là quá lắm thì nó là cợt, nó có biến chứng, nhưng mà thường là cái bờ nó rất là rõ và nó rất là tròn hoặc là bồ dục, đúng không? Thì tôi quyết định tôi vẫn làm sinh thiết. Cái làm sinh thiết ra thì nó là một cái nan vỡ, thì điều đó chứng tỏ là, đúng không? Và cũng nhờ đó thì mới có cái để chứng minh cho các anh chị là mình có thể chẩn đoán được những trường hợp như vậy. Rồi. Nhưng mà cái siêu âm nó cũng có nhiều cái nhược điểm lắm. Bây giờ cách tăng độ nhạy đốt le màu thì mình sẽ làm như thế nào? Cái siêu âm nó rất là nhiều nhược điểm. Cái gì thấy đây là một cái bướu ở thận bên trái. Thì mình biết rồi, cái thận thì mình có hai đường tiếp cận. Một là cái đường bên hông, hai là mình cho bệnh nhân nằm sấp đi từ phía sau. Thì khi mà tôi đưa cái đường vành coronal đó, thì mình thấy đây cái cục bướu đây đó, nhưng mà mình không thấy tương quan rõ ở trong thận. Còn cái đường phía sau lưng đó, thì mình thấy rõ ràng là cái cục bướu này nó nằm cực dưới thận nè, thì còn khúc thận nè cực trên là bình thường, đúng không? Đó. Thì ứng với hai cái hình này mình làm theo siêu âm đốt le nó sẽ khác nhau. Cái gì thấy rằng là cái đốt le này nó đẹp hơn hẳn so với cái này. Hình dung không? Cái này mình cũng để 400 hạt, cái bên này cũng 400 hạt. Cái lý do nó khác nhau á là bởi vì rằng là cái u này nó nằm nông hơn, còn cái này nó nằm sâu hơn. Thấy chưa? Như vậy thì một trong những cái mình rút ra là gì? Cái hộp màu nó càng đông thì cái độ nhạy màu nó càng cao. Đấy à, như vậy thì mình làm sao cố gắng mình tiếp cận cái cấu trúc mình cần khảo sát nó càng đông càng tốt, đừng có để nó sâu quá. Dạ. Bây giờ tôi bắt đầu vô hiệu ứng đốt le. Sau cái hiệu ứng đốt le này thì mình giải lao một chút. Cái hiệu ứng đốt le được vẽ ra bởi cái ông Tristan Doblen. Thì cái ông này là một cái nhà toán học và vật lý người Áo. Thì ông này chắc ngày xưa cũng hay thơ thẩm lắm. Ông cứ đứng dưới đất nhìn lên bầu trời, cũng một cái ngôi sao đó. Nhưng mà cái mùa này á, thì ông thấy nó ánh sáng nó màu đỏ, là bởi vì ứng với cái mùa này là cái mặt trăng nó đang đi xa vào đất, thì ánh sáng nó màu đỏ. Thì đến cái mùa sau ông cũng nhìn lên mặt trăng, thì ông nhìn lên ngôi sao đó, thì ông thấy ngôi sao đó lúc này ánh sáng nó lại màu xanh. Thì là ông mới tính toán ra là lúc đó bây giờ cái ngôi sao thời điểm mà ông coi đó là nó đang chỉ lại gần vào đất. Thì từ đó ông mới suy ra là khi cái ngôi sao mà nó tiến gần vào đất thì ánh sáng nó màu xanh, bởi vì cái bước sóng nó giảm và tần số sóng ánh sáng nó tăng lên. Còn khi mà nó đi xa vào đất thì ánh sáng nó màu đỏ là bởi vì bước sóng nó tăng lên và tần số nó giảm xuống. Từ đó người ta mới đưa ra cái định nghĩa về hiệu ứng đốt le. Nó là cái sự thay đổi tần số của sóng khi có dịch chuyển tương quan giữa nguồn phát và cái người quan sát. Như vậy là
giữa cái ngôi sao và cái người quan sát là một trong hai phải có chuyển động thì nó mới phát sinh hiệu ứng gốc rễ. Và bây giờ một cái hình ảnh quen thuộc đó là khi mình nghe tiếng còi xe cấp cứu, đúng không? Cái gì ngồi ở đây, cái gì nghe cái tiếng còi xe cấp cứu, cái gì có hình dung ra không? Là cái xe nó đang đi vô trong bệnh viện hay là đi ra, biết được đó, mặc dù mình không thấy, đúng không? Là bởi vì khi mà cái xe cấp cứu nó ở xa thì cái âm nó khác, và nó lại gần âm nó khác, hoặc là âm nó đang từ trong bệnh viện chạy ra thì mình nghe cái âm nó như vậy rồi mình chạy ra xa, đúng không? Mình không lý giải được, nhưng mà mình biết được là bởi vì mình quen rồi. Đó, thì đó là do cái thay đổi tần số, cho nên là cái khi mở xa thì cái âm nó trầm cho cái tần số nó thấp, và khi lại gần thì cái âm nó bổng cho cái tần số nó cao hơn, cho nên mình không biết được. Từ dựa vào cái nguyên lý đó ra thì năm 1959 thì người Nhật người ta bắt đầu ứng dụng cái hiệu ứng vào trong y học để khảo sát tim mạch, và sau đó người Pháp và người Mỹ phát triển tiếp. Và khác với BIMOS thì cái máy không xử lý tín hiệu sóng phản hồi thành hình ảnh, mà nó chỉ ghi nhận cái sự thay đổi tần số do hiệu ứng trong này xảy ra. Đó. Và như vậy là cái nguyên lý của BIMOS hoàn toàn khác với nguyên lý của siêu âm đốc len. Và như vậy khi mình làm siêu âm đốc len là cái đầu dò của mình là đầu dò 2, 3, 4 trong 1, tức là nhiều, cứ mỗi cái lớp tinh thể nó sẽ xử lý một vấn đề. Rồi. Bây giờ mình nói một chút về sóng âm thôi, mình nói qua cho nó biết thôi. Và sóng âm nó có cái tần số và biên độ. Thì cái tần số F này nó sẽ bằng cái vận tốc chia cho cái độ dài bước sóng. Mà cái vận tốc sóng âm nó đi trong cơ thể nó gần như là một cái hàm số 1540 m trên giây. Như vậy thì cái V này nó không thay đổi, thì cái tần số này nó phụ thuộc vào cái độ dài bước sóng lambda. Rồi. Và bây giờ khi mà mình, đây là một cái đầu dò, mình phát ra một cái đường tia, cái transmit thì khi mà nó phát ra thì cái sóng nó sẽ đi theo một cái bước sóng cố định như thế này. Đó. Và không có hiệu ứng đốc len xảy ra. Thế nhưng mà nếu mà nó như gặp một cái dòng hồng cầu chuyển động ngược lại, hoặc là dòng chuyển động đi tới, thì khi mà nó gặp, bây giờ ví dụ nó gặp cái dòng hồng cầu chuyển động ngược lại đi, thì cái sóng mà khi mà cái sóng transmit này nó gặp thì cái sóng phản hồi trở lại, nó sẽ có cái tần số khác, bước sóng nó khác cái tần số khác đi. Và như vậy thì hiệu hai cái tần số đó chính là cái tần số đốc len, đúng không? Như vậy thì gặp một cái gì nhúc nhích chuyển động thì cái sóng phản hồi trở về nó sẽ khác cái sóng phát đi, thì nó sẽ phát sinh hiệu ứng đốc len. Như vậy là dòng hồng cầu chuyển động đi hay là về nó cũng đều phát sinh hiệu ứng đốc len. Rồi. Như vậy là bản chất của hiệu ứng đốc len là một trong hai phải có cái chuyển nhúc nhích chuyển động. Và bây giờ người ta tính theo công thức như thế nào? Và cái hiệu ứng đốc len này nó sẽ bằng là 2F0 nhân V chia C nhân cos của theta. Theta là cái tùy theo thôi, cái theta là cái góc đốc len. Thì cái trường phái Mỹ thì người ta dùng cái góc theta, trường phái châu Âu thì người ta dùng góc alpha. Còn nếu mình dùng chung là mình dùng góc đốc len là được. Cái góc đốc len nó rất là phức tạp, nhưng mà tôi túm lại, các chị không cần học nhiều, học theo tôi như này là đúng rồi, đủ rồi. Cái góc đốc len là cái góc giữa trùng chia siêu âm khảo sát đốc len trở về và hướng vào dòng chảy. Thì cái gì thấy là đây là cái đầu dò siêu âm nó phát ra trùng chia đi và nó sẽ có trùng chia trở về, thì cái hướng của trùng chia trở về và cái hướng của dòng chảy chính là cái góc đốc len. Nhớ nha, cái hướng của trùng chia trở về và cái hướng của cái dòng chảy. Là bởi vì á, là mình phải rõ ràng như vậy, chứ còn không á, là mình chỉ nói là giữa trùng chia siêu âm và cái dòng chảy á, thì tôi sẽ lấy cái hướng này và tôi lấy cái góc tù này, đúng không? Rồi. Thì cái delta F là cái mà hiệu ứng với đầu dò mình phát từ 2 đến 12 GHz, thì cái delta F là trong cái phạm vi tai mình nghe được. Cho nên là khi mình nghe cái máy siêu âm nó có cái loa đó, là mình nghe cái hiệu ứng đốc len và âm thanh. Dạ. Bây giờ mình nghỉ dài lâu chút rồi mình vô cái hệ thống đốc len cái gì ha. Bây giờ từ khi mà cái đốc len nó ra đời cách đây cũng vài chục năm cho đến
nhiều cái tiến bộ rồi. Thì bây giờ mình sẽ coi. Đầu tiên á, là cái vấn đề liên tục là continuous, thì cái này người ta rất dùng rất là nhiều trong siêu âm tim. Thì ví dụ như đây là người ta khảo sát cái dòng chảy qua van động mạch chủ. Thì trên cái đầu giò nó sẽ có hai cái tinh thể. Một cái là nó phát dòng chi liên tục, một cái là nó nhập dòng liên tục. Tức là cái thằng này phát thì cứ phát, thằng này nhập thì cứ nhập. Đó, cái đó nó gọi là vấn đề liên tục. Thì cái ưu điểm của đốt này liên tục á, là khi mà vận tốc dòng chảy rất lớn nó vượt đo được. Nhưng mà nhược điểm của nó là gì? Cái gì thấy thường đó là mạch máu nó đi trong cặp động mạch, đi theo tĩnh mạch, không đi kèm cái đó là tĩnh mạch. Ví dụ như mình để một cái đầu giò nó xuyên qua hai mạch nóng, ví dụ như là mình làm cái khoeo chẳng hạn, thì mình thấy nông á, là cái tĩnh mạch khoeo và sâu là cái động mạch khoeo. Thì nếu mà để cái dòng tiên như này á, thì cái dòng chảy của nó sẽ cảm nhận cái dòng chảy của cả cái tĩnh mạch và cả cái động mạch, và nó cho nơi cái tín hiệu nó trộn lẫn. Và như vậy thì nó không phải là một cái ưu điểm. Thì đối với làm mạch máu thì người ta mới đẻ ra cái mốt đốt le sung. Cái đốt le sung á, tức là tôi nói ví dụ như tôi cần khảo sát động mạch khoeo không, thì tôi sẽ để cửa sổ vô trong động mạch khoeo. Thì cái máy nó sẽ phát cái chùm tia vô trong lòng động mạch và nó nhận cái tín hiệu phản hồi trở về. Sau khi nó nhận tín hiệu phản hồi trở về, nó mới phát chùm tia tiếp. Đúng không? Tức là từng đợt nó gọi là sung. À, thì như vậy thì nó sẽ cảm nhận được cái tín hiệu, nó sẽ thu nhận được tín hiệu của cái dòng chảy động mạch này thôi. Còn ngược lại, nếu mà tôi làm cái tĩnh mạch khoeo thì tôi để cửa sổ trong lòng tĩnh mạch khoeo, thì lúc đấy nó nhận tín hiệu của cái tĩnh mạch khoeo mà nó không nhìn qua cái động mạch nữa. Đó, thì cái tín hiệu nó thu được á, thì nó có thể là dạng âm thanh, dạng phổ và dạng màu. Thì cái dạng âm thanh là mình nghe được trên cái hai cái loa, còn cái dạng phổ và dạng màu thì mình sẽ nhìn trên hình. Thì bây giờ mình nói sơ qua về một chút về cái nguyên lý cái hình thành cái phổ đốt le. Thì cái gì thấy rằng là vào một cái thời điểm xác định đó, thì những cái tín hiệu nó có tần số khác nhau, biểu hiện bằng những cái vị trí khác nhau trên phổ đốt le. Tôi nói đây là cái hộp hồng là biểu thị một cái thời điểm cái máy nó cảm nhận tín hiệu này. Thì thông thường với cái khả năng của máy bây giờ là cứ mỗi 5 đến 10 mili giây nó lại mã hóa tín hiệu đốt le một lần. Thì nó ghép những cái đó là với nhau thì nó cho là cái phổ đốt le. Và cái phổ đốt le nó có ý nghĩa là gì? Mình sẽ biết được cái vận tốc tối đa của cái dòng chảy nó là bao nhiêu, vận tốc tối thiểu của dòng chảy là bao nhiêu. Đó, là từ cái thu nhận đó. Thì có thể là nó sẽ có vận tốc rất là cao đến có pistolit lên đến 80 và cái ending nó từ đến 10-20. Đó, nó dựa vào cái phổ đốt le đó để mà nó ra. Thì thường bây giờ máy nó đo đạt tự động hết, chẳng cần đo đạt đâu. Mình dừng lại một cái là máy nó tự động nó cho mình biết fit bao nhiêu, n bao nhiêu, ri bao nhiêu, pi bao nhiêu, không nó sẽ cho hết tổng số đó. Rồi bây giờ đến cái đốt le màu, thì cái đốt le màu ở đâu mà có? Thì bản chất đốt le màu nó là từ đốt le sung. Thì thay vì á, là một cửa sổ thì trong một màu nó rất là nhiều cửa sổ nó đặt cạnh nhau đó. Nhưng mà nếu mà đốt le sung nó chỉ có một vị trí đặt cửa sổ, thì đốt le màu nó có rất là nhiều cửa sổ nó đặt ở trong cái hộp màu đó. Và cái nhiệm vụ của máy là gì? Nhờ cái đốt le màu đó nó sẽ định hướng được dòng chảy. Và cái thứ hai là cái cho ra cái tốc độ trung bình của dòng chảy, chứ nó không cho ra cái vận tốc tuyệt đối. Tức là nó sẽ không biết được, nếu mình cho hộp màu vô mình không biết pistolit bao nhiêu, NDF tolit bao nhiêu, không, mà cho cái vận tốc trung bình thôi. Và những cái thông tin này nó chuyển đổi thành tín hiệu màu, rồi nó sẽ chồng lên cái hình siêu âm 2D để cho ra cái hình siêu âm màu. Như vậy là nó giống như cái chuyện mà mình đi in vậy đó. Đầu tiên là nó in một cái hình trắng đen, rồi xong rồi nó in thêm cái đoạn màu vô, nó in màu xanh, màu đỏ, màu vàng, chồng hình với nhau, bản chất nó là chồng hình vậy. Thì cái vấn đề là các chị thấy rằng là bây giờ 500 triệu các chị cũng mua được cái máy siêu âm, và 3 tỷ có khi cũng mua được một cái máy siêu âm thôi, nhưng mà nó khác hẳn nhau về chất lượng, là bởi vì nó phụ thuộc vào cái tốc độ xử lý này. Cái gì thấy rằng là trong cái hộp màu này nó có nhiều cái cửa sổ nó đặt cạnh nhau, nếu mà cái máy này nó càng tốt thì nó càng nhiều cái hộp màu, và hộp màu nó càng nhỏ, và như vậy thì nó sẽ mã hóa màu của thực hợp đó. Thành ra là nó phụ thuộc vào như vậy thì cái nguyên tắc
chung khi làm siêu âm là mình để cái hộp mẫu vừa đủ size thôi để mình cảm nhận được cái vật đó mình chảy chứ đừng phải để to quá. Mình để to to quá, hộp mẫu càng to thì mình tức là nó phải để rất là nhiều cái cửa sổ xung ở trong cái hộp mẫu đó để cảm nhận. Và như vậy thì cái hộp mẫu càng to thì như lúc này mình thấy là nó sẽ giảm hẳn cái tốc độ xử lý hình số. Thế thì đối với cái đầu dò convex mà các chị dùng chủ yếu là đầu dò convex và micro convex thì nó sẽ có một cái nhược điểm như thế này. Cái trục tia của cái đầu dò convex là trục tia phân kỳ. Phân kỳ như phân kỳ T thì mình sẽ có một cái phần trống. Phần trống này nó không có trục tia. Như vậy thì máy nó xử lý một cách nào? Nó lấy cái tín hiệu của cái hộp màu bên này cộng với cái này đi chia đôi để nó lấp vào cái chỗ răng xuống này. Thấy chưa? Thì đây là cái máy nó ăn gian để tìm cái đầu dò convex. Rồi. Thì thông thường cái gì thấy là cái hộp màu của mình nó có hai màu xanh đỏ thôi, nhưng mà nó cái hai màu xanh đỏ nó sẽ có nhiều điểm là bởi vì nếu một cái dòng chảy lớp đó, tức là ví dụ như một cái ống mà xanh nó xong hơn thì gần như là cái dòng chảy nó chạy vào một hướng hết thì hoặc là nó màu xanh hoặc là nó màu đỏ đều là dễ hiểu. Thế nhưng mà sẽ có những cái gọi là cái dòng chảy kiểu xoay, tôi nói ví dụ như nó qua một cái dòng chảy một cái chỗ hẹp thì lúc đó nó sẽ có những cái dòng hồng cầu nó sẽ trở ngược lại, thì lúc đó nếu mà chỉ có xanh đỏ không thì nó sẽ không có được đấy đâu, thì lúc đó người ta mã hóa thêm cái màu vàng và màu lục lam đó. Thì đây là một cái hẹp van hai lá, khi mà người ta cái dòng chảy nó cũng xoáy qua cái van hẹp này nó sẽ ra cái màu vàng đó. Bây giờ mình nói về cái đốt đen năng lượng thì cái thời tôi học á thì cái đốt đen năng lượng nó được một cái ưu điểm là gì? Đây là cái rốn và cái tĩnh mạch rốn và động mạch rốn đều có màu hồng hết, tức là nó chỉ cảm nhận là có dòng chảy nó mở hóa màu hồng và nó không cho biết tướng của dòng chảy. Cái ưu điểm của nó như vậy là nhược điểm là không nhận tướng của dòng chảy, nhưng mà ưu điểm của nó là nhạy màu, nó nhạy hơn cái đốt đen màu và theo lý thuyết thì người ta phải tìm 5 lần nhưng mà không biết làm sao để chứng minh được cái chuyện đó. Nhưng mà nó có một cái nhược điểm, tức là nó dễ bị xào ảnh với truyền thông. Tại vì khi mình dùng cái đốt đen năng lượng thì thường mình sẽ giảm cái thang tốc độ màu xuống thấp để mình nhận biết cái dòng chảy chậm đó, thì lúc đó nó sẽ dễ bị xào ảnh với truyền thông. Thì bây giờ người ta máy bây giờ nó tiến bộ hơn, nó sẽ ra cái mốt gọi là đốt đen năng lượng có định hướng, tức là bản chất nó là đốt đen năng lượng nhưng mà mình định hướng được thì làm sao mình nhận biết được những cái nào. Thì cái đốt đen năng lượng có định hướng nó có một cái ưu điểm là nó khắc phục cái sự ảnh hưởng biến động. Đây là một cái động mạch, đây là tĩnh mạch của trong và đây là cái động mạch cạnh chung đến đây và đến cạnh trong này nó bị tắt hoàn toàn. Thì cái gì thấy rằng là tôi bị giảm cái thang tốc độ màu xuống 10 cm/giây tương ứng với 1.300 hẹp. Thì khi mình giảm xuống như vậy á thì mình sẽ biết được là cái mạch máu này nó tắt, nhưng mà cái gì thấy hình nó không đẹp là bởi vì nó kèm theo cái sòng trên biển động. Thấy không? Cái gì thấy cái chỗ mà đỏ đỏ đây là do cái sòng, do cái mạch máu mà đâu bắt mạch máu đứng yên được. Thấy chưa? Thì bây giờ mình dùng cái mốt đốt len, đây là cái đốt len năng lượng có định hướng, thì cái gì thấy rằng là nó cảm nhận dòng chảy rất là tốt nhưng mà nó sẽ khắc phục cái sòng trên biển động. Thì cái gì thấy khác nhau giữa hai cái mốt này là như thế nào? Nếu đốt đen màu thì các anh chị thấy rằng là nó có cái hàng tốc màu 10 cm/giây, và trên cái đốt đen năng lượng có định hướng ấy, thì cái màu này là nó không hẳn là màu xanh, cái màu này không hẳn là màu đỏ, nó khác. Và cái thứ hai nữa là nó không có cái chỉ số của hàng tốc màu, đây là mình biết đây là người ta đang dùng một đốt đen năng lượng có định hướng, tức là nó nhạy hơn nhưng mà vẫn định hướng được dòng chảy. Đây là một cái động mạch thật. Mình làm cái lắc quả chuối á, cái gì không? Thì đây là cái tĩnh mạch chủ dưới, đây là cái động mạch chủ, đây là cái động mạch thận phải hướng về đầu dò và đây là cái động mạch thận trái. Mình thấy được lắc các quả chuối. Nhưng mà rõ ràng khi mình làm như này các chị thấy nó lại màu không có đẹp. Thì mình dùng qua cái mốt đốt đen năng lượng có định hướng thì các chị thấy là nó cảm nhận dòng chảy khá tốt và nó bớt cái lem màu rất là nhiều. Đây là một cái tĩnh mạch xuyên, nó bị xuyên. Bình thường mình không thấy được cái tĩnh mạch xuyên nó rõ như này đâu. Đó. Đây là hệ nông, đây là hệ sâu. Thì nguyên tắc dòng chảy là nó sẽ chảy từ hệ nông về hệ sâu. Nhưng mà để cảm nhận được cái dòng chảy tĩnh mạch thì mình giảm cái thang.
hạ tốc độ màu xuống, nó còn 12 cm/giây. Và cái gì thấy nó lẹt màu không? Bởi vì rõ ràng là cái đầu dòng cũng thấy được nó mạch máu nó chuyển động nữa thì nó sẽ lẹt màu. Thì lúc đó tôi dùng cái mốt đốt lan năng lượng với định lượng, nó đẹp hơn nhiều, trở lan màu hơn nhiều. Và nếu mà được nữa thì mình xài cái mốt gọi là Deep Blue Color, tức là cái mốt này là dựa vào cái dòng chảy khí mốt và nó lai với cái mốt đốt lan. Thì các chị thấy lúc đó cái than này là cái than của Deep Blue Color. Thì cái dòng này nó rất là gọn, bởi vì nó khắc phục cái hiện tượng ở đây nó vẫn bị, nó không có xạo ảnh nhưng mà nó bị lẹt màu. Và cái dòng chảy này là nó không bị lẹt màu. Đó, thì đây là cái dòng chảy trung thực nhất nếu mà mình cách sử dụng. Rồi. Ra hạt máy á, thì nó sẽ cho nhiều thông tin. Ví dụ như nó có hệ thống duplex. Duplex là gì? Tức là hai mốt. Thì ví dụ như trắng đen và sung thì gọi là duplex. Duplex là gì? Trắng đen, màu và sung là duplex. Nhưng mà tôi khuyến cáo các anh chị, nếu mà dòng chảy bình thường không có bệnh lý thì mình nên dùng duplex thôi. Mình dùng duplex là máy nó xử lý một nồi chậm lại. Rồi. Bây giờ mình đề cập để cái hiện tượng vượt ngưỡng. Cái hiện tượng vượt ngưỡng là gì? Trong đốt lan sung, tôi nhắc nhiều đến cái PRF đó. Tức là nó là full repetition frequency, tức là cái tần số lặp lại sung. Thì cái tần số lặp lại sung này nó sẽ bằng C chia cho 2DC là cái vận tốc sóng âm và D là chiều sâu mạch máu. Thì như vậy là PRF là cái số lần mỗi giây mà trùng tia siêu âm nó đi về giữa đầu dòng mạch máu. Như vậy là cái mạch máu nó càng sâu thì cái PRF này nó sẽ càng hạn chế. Thì cái tín hiệu đốt lan sung nó chỉ thu nhận tốt khi nó có tần số bằng hoặc là thấp hơn cái PRF chia 2. Thì cái tần số giới hạn này gọi là tần số Nyquist. Khi mà cái tín hiệu đốt lan sung nó vượt cái tần số Nyquist thì nó sẽ xảy ra hiện tượng vượt ngưỡng. Làm sao để nhận biết được? Mình nhìn lên cái phổ mình thu được là mình sẽ biết. Tức là lúc này cái phổ đốt lan sung nó sẽ bị khắc phục. Còn nếu mà đốt lan màu thì nó cũng bị vượt ngưỡng. Thì nó xuất hiện thêm cái sắc vàng ngoài cái hai màu sắc đó. Tức là ví dụ như lúc nãy mình qua cái chỗ hẹp của cái van hai lá đó thì cái mình nhận biết được cái màu đó thì nó bị vượt ngưỡng. Đó. Thì các anh chị thấy rằng là đây là một cái mạch máu bình thường. Nhưng mà cái tín hiệu đây là trên đốt lan màu nó bị vượt ngưỡng và trên đốt lan sung các anh chị thấy nó bị khắc phục. Cái đỉnh chóp ở trên nó xuống như đây nè. Thì lúc đó mình biết là nó bị vượt ngưỡng. Và bây giờ mình như vậy thì rõ ràng là mình phải biết cách làm để mà khắc phục cái hiện tượng vượt ngưỡng đó. Thì bây giờ về cái kỹ thuật siêu âm đốt lan thì nó rất là phức tạp. Thì đầu tiên bây giờ tôi sẽ phân tích từng cái một. Đầu tiên mình phải nhận biết được cái góc đốt lan. Thì cái góc đốt lan hay là có khi người ta gọi là alpha, có khi gọi là theta, là cái góc vật bởi hướng của dòng chảy và cái hướng của cái trục tia đốt lan khảo sát trở về. Và mình biết rằng là khi mà cái góc đốt lan này nó bằng 90 độ thì cái hiệu ứng đốt lan nó bằng 0, đúng không? Khi mà cái trục tia nó vuông góc của dòng chảy thì hiệu ứng đốt lan nó bằng 0 đó. Và cái góc đốt lan nó càng nhỏ thì cái hiệu ứng đốt lan nó càng cao. Và cái cốt của cái theta hoặc cái góc đốt lan đó nó thay đổi nhanh khi cái góc nó lớn hơn 60 độ. Do vậy cho nên cái quy ước chung của cái siêu âm đốt lan là cái góc này nó phải nhỏ hơn hay bằng 60 độ. Đó là quy ước chung. Bởi vì người ta thấy rằng là khi mà cái vận tốc dòng chảy, khi cái góc alpha nó nhỏ hơn hoặc bằng 60 độ thì cái sai số phần chừng 10%. Nhưng mà nó lớn hơn 60 độ thì sai số nó lên đến 25%. Cho nên rằng là nếu mà các anh chị trên một số máy, nếu mà các anh chị để cái góc alpha mà nó trên 60 độ là nó hiện lên màu đỏ thì là nó cảnh báo mình làm cái góc alpha nó sai. Đó. Bây giờ mình phải sửa những cái sai mà cái thời của tôi người ta mắc phải. Tại vì cái thời tôi nhiều khi là học giống như máy rồi đó. Là người ta thấy, người ta biết sao là học vậy. Là dòng chạy hướng về đầu dò mà hóa màu đỏ và chạy xa đầu dò mà hóa màu xanh. Thì cái gì thấy đây là cái gan, đây là túi mật, đây là cái dòng định mạch cửa. Rõ ràng cái dòng định mạch cửa là nó chạy mô gan, nó màu đỏ, đây là cái đầu dò. Rõ ràng đây là dòng chạy hướng về đầu dò. Câu này hoàn toàn đúng. Thế nhưng mà
tôi nhấn cái nút invert ở trên máy, lúc này cái thang tốc độ màu này á, nửa trên đỏ nửa dưới xanh, mà qua cái hình này là nửa trên xanh nửa dưới đỏ, thì lúc này cái màu này nó cũng đổi màu luôn, đúng không? Và như vậy thì nếu mà nói một câu định nghĩa thì nó sẽ đúng trong mọi trường hợp, đúng không? Đúng trong mọi trường hợp thì trường hợp này nó sai, rõ ràng cái dòng chảy này nó đang hướng về đầu giờ nhưng mà nó lại có màu xanh, đúng không? Như vậy thì mình phải sửa lại là nửa trên cái thang tốc độ màu nó quy ước màu dòng chảy hướng về đầu giờ, cái nửa trên này nó sẽ quy ước, đúng không? Thành ra nếu mà các anh chị đưa một cái hình mà các anh chị cắt cái thang tốc độ màu này đi, rồi các anh chị hỏi tôi là nó là đâu, cái dòng chảy này hướng về đầu giờ hay xa đầu giờ, là tôi không trả lời được, đúng không? Thật ra nếu mà một cái người nào mà biết về siêu âm Doppler thì người ta làm, nhưng mà trong sách cũng có sai đó, thì người ta thấy một số hình trong sách là người ta cắt luôn cái thang tốc độ màu này, là chứng tỏ là những người đó còn có thể giỏi về lâm sàng nhưng mà về kiến thức này không có giỏi, thành ra là họ cắt luôn cái thang tốc độ màu này. Rồi cái điều này nó quan trọng lắm, đây là rõ ràng, đây là cái dòng chảy này nó hướng về gan đúng. Và đây là một cái trường hợp, các anh chị thấy đây cũng là lá gan, đây cũng là lá gan, rõ ràng trên trắng gan thì cái gan này nó sơn, cái bờ gan nó lộn nhộn hồi hộp không đồng nhất, nó có bán bột, đúng không? Và cái quan trọng này là cái dòng chảy trên mặt cửa này nè, cái nửa trên này cũng màu đỏ, nửa trên này cũng màu đỏ, mà cái dòng này là màu xanh, cái dòng này màu đỏ, dòng màu xanh, rõ ràng cái dòng chảy trên mặt cửa này đi sang gan, thấy chưa? Đó là một cái dòng chảy ngược hướng. Và cái này khi mình thấy được cái hình ảnh này thì mình chẩn đoán nó là tăng áp trên mặt cửa, đang sơ gan và tăng áp trên mặt cửa. Đó. Rồi như vậy thì nếu mà mình làm một cái tĩnh mạch rúng mà mình không có thang tốc độ màu bên cạnh thì mình sẽ không biết là cái tĩnh mạch rúng này chạy về đầu giờ hay là đi xa đầu giờ, đúng không? Thì nếu mà mình lấy cái thang thứ nhất thì là cái dòng tĩnh mạch rúng này đang đi xa đầu giờ, còn nếu mà lấy cái thang tốc độ màu thứ hai này là cái dòng tĩnh mạch rúng này đang chạy về đầu giờ. Dạ. Thế bây giờ mình trở về cái nguyên lý là thì cái gì biết cái đầu giò của mình bây giờ người ta chế rất là tinh vi, đầu giò 3, 4 trong 1 chứ không phải là đầu giò 1 nữa, tức là nó sẽ có một cái lớp tinh thể để mà nó xử lý cái hình trắng đen, cái chùm tia siêu âm nó phát ra rẽ quạt để nó cho ra cái hình 2D này, đúng không? Một cái nữa là nó sẽ cho những cái chùm tia ở trong cái hộp màu để nó xử lý tín hiệu màu. Và như vậy thì đối với Doppler màu thì cái nào nhúc nhích chuyển động nó mới mã hóa màu, cái nào không nhúc nhích chuyển động là không có, cho nên mình sẽ thấy được cái hình này thôi, thấy chưa? Rồi hai cái hình này nó cộng nhau thì mới cho ra cái hình cho màu này, thấy chưa? Rồi 31 trắng đen màu và xung, thì như vậy là nó một đầu dò cho cái xử lý trắng đen, một cái đầu dò xử lý màu và một đầu dò xử lý cái đốt đen xung, ba cái đầu dò này nó cộng lại mới cho ra được cái hình đốt đen màu. Nhưng mà lưu ý, cái gì thấy rằng là nhìn mình phải biết cái góc Doppler mình phải bao nhiêu. Đây là AC, đây là cái góc Doppler này, nó là 54 độ. Đây là cái góc giữa cái trục chia Doppler và cái trục của dòng chảy này, cái thanh điều chỉnh góc này, 54 độ. Dưới 60 độ là ok, ok ha. Và nhắc là khi mình làm siêu âm Doppler, cái gì đây là cái mạch máu và cái thanh này nó biểu thị cho trục dòng chảy, thì cái thanh điều chỉnh góc nó biểu thị cho trục của dòng chảy, và do vậy mình phải điều chỉnh nó trùng với trục dòng chảy, cái thanh này trục dòng chảy và cái góc và hợp với cái chùm tia Doppler xung, và cái trục dòng chảy này chính là cái góc Doppler, và cái góc này nó nhỏ hơn hoặc bằng 60 độ. Như vậy là làm Doppler mình phải thỏa mãn hai điều kiện: thứ nhất là thanh điều chỉnh góc trùng với trục dòng chảy, thứ hai là cái góc Doppler nhỏ hơn bằng 60 độ. Tuy nhiên cái này là người ta làm tuyệt đối, tức là khi mình làm như này thì mình sẽ lấy được chỉ số systolic and diastolic. Còn nếu mà trong đốt đen sản của các anh chị thông thường mình chỉ dùng, trước đây người ta dùng ARA, giờ người ta chỉ dùng chỉ số PI. PI là một cái tỷ số, và như vậy thì cái systolic nó sẽ có sai số, and diastolic nó sẽ sai số, khi hai cái sai số nó chia cho nhau nó sẽ chuyển tiêu cái sai số. Và như vậy thì trong đốt đen sản rất là đơn giản, các anh chị không cần điều chỉnh cái thanh này, các anh chị chỉ cần cho cái góc cái hộp màu vô trong cái lòng mạch là được rồi, lấy được cái chỉ số PI và không cần điều chỉnh, tức là sẽ làm đơn giản hơn rất là nhiều so với làm siêu âm mạch máu. Rồi bây giờ mình điều chỉnh cái hộp màu, thanh điều chỉnh góc và cửa sổ, thì rõ ràng như lúc nãy tôi nói là cái hộp màu không được đặt quá sâu,
Như vậy thì mình phải tìm cái hướng tiếp cận làm sao cho cái cấu trúc khảo sát nó gần cái đầu dò nhất để cho mình đặt cái hộp màu nó đâu. Rồi cái thứ hai, cái kích thước hộp màu là vừa đủ cái bao trùm nguồn khảo sát, đúng không? Thì cái gì đấy giữa một cái hộp màu lớn và một hộp màu nhỏ là nó trên nền hẳn về cái tần số xử lý, đúng không? Như vậy thì nguyên tắc chung là gì? Cái hộp màu càng nhỏ càng tốt, càng nông càng tốt. Rồi tiếp đến, đối với cái tĩnh mạch rút thì thông thường là cái nó xoắn dây thần mà cho mình cho cửa sổ vô thì thường là mình lấy được cả phổ động mạch và tĩnh mạch. Nhưng mà rõ ràng hai cái dòng chảy này nó ngược hướng nhau cho nên mình vẫn đọc được trung thực. Và chính cái này nhiều khi nó cũng là một cái đặc điểm, bởi vì nhiều khi mình gặp cái phổ tĩnh mạch đập là mình sẽ nhận ra ngay. Thì khi mà cái phổ, một cái thai mà làm đốt ra cuốn rốn mà có phổ tĩnh mạch đập là em bé nó đang trong tình trạng nguy cấp. Bây giờ mình điều chỉnh tránh cái hiện tượng vượt ngưỡng thì làm sao mình tránh được? Thì nó có hai cách, một là chuyển dịch đường đền, hai là tăng cái PRS. Chuyển dịch đường đền, cái gì thấy đây là một cái nó bị vượt ngưỡng, nó cắt cục nè, mà cái đường đền nó nằm quá cao thì rất là đơn giản, mình cho cái đường đền xuống thấp thì lúc đó mình có một cái phổ tròn vẹn, tức là mình chỉnh cái baseline đó, trên máy nó có, đúng không? À. Cái thứ hai là mình tăng cái PRS thì lúc đó nó sẽ tăng cái PRS thì nó sẽ tăng cái VRF. Thì khi mình tăng cái VRF thì nó sẽ bớt, nó sẽ mất cái hiện tượng vượt ngưỡng. Nhưng mà mình không có tăng vô biên được các anh chị, tại vì cái VRF nó cũng có một cái khả năng nhất định thôi. Đó. Các anh chị thấy rằng là nếu mà, nhưng mà trước khi làm tăng cái VRF thì tôi nhắc lại các anh chị, tại vì các anh chị thấy đây là cái triplex, tức là vừa trắng đen, vừa màu và vừa sung. Thì các anh chị lưu ý rằng là tôi nhắc lại là có 3 đầu dò khác nhau của vòng đồng. Cho nên các anh chị lưu ý, trên đây là thông số cho biên ốp, dưới đây là thông số cho đốm đen màu, và dưới đây là thông số cho đốm đen sung. Thì các anh chị thấy rằng là cái đầu dò mà nó làm biên ốp đó là nó hoạt động với tần số 12 MHz. Trong khi đó cái đầu dò cho đốm đen màu nó hoạt động với tần số 50 MHz. Cái đốm len sung cũng 50 MHz, bởi vì đầu dò 3 trong 1. Và về cái đốm len đó thì cái tần số càng thấp thì cái độ nhạy màu nó càng cao, cho nên người ta cố gắng, người ta không, người ta lấy cái ưu điểm của cái đầu dò linear là cái tần số cao để làm trắng đen, nhưng mà người ta giảm bớt tần số xuống để tăng cái độ nhạy màu. Đó thì cái gì thấy rằng là ví dụ như là đây là nó bị cắt cục ở trên đốm len sung, thì mình bây giờ ở trên cái này nè, PRF của đốm len sung là 4.1 kHz, thì mình thấy nó bị cắt cục. Thì mình tăng cái PRF lên thì nó bằng bao nhiêu, lên 9.2 thì nó mất cái hiện tượng cắt cục. Nhưng mà không nên tăng quá, bởi vì khi mà cái phổ đốm len nó thấp quá thì nó đo sẽ không chính xác. Rồi thế nhưng mà cái hiện tượng vượt ngưỡng nó sẽ giúp mình chẩn đoán cái chỗ hẹp, là bởi vì rõ ràng đây là cái cạnh chung, đây là cạnh ngoài, cạnh trong. Cái gì thấy đây là cạnh ngoài thì dòng chảy nó bình thường, nhưng mà qua chỗ hẹp cạnh trong thì mình tốc dòng chảy nó chăng lên và nó bị aliasing, và như vậy thì mình nhận biết được chỗ hẹp. Dạ, cái tại sao qua chỗ hẹp tốc dòng chảy nó chăng lên? Tại vì nó có một cái định luật rất là đơn giản. Khi mà cái tiết diện dòng chảy nó nhỏ lại thì vận tốc dòng chảy nó tăng lên, đúng không? Rất là đơn giản. Ngày xưa khi mà tôi chưa có cái vòi xịt á, thì tôi toàn cứ phải bóp cái ống nước để mà tôi tưới cây. Tại vì tôi á, thì rất là cao mà, và tôi thì treo những cái giò cây rất là thấp, cho nên là mỗi lần mà tôi tưới cây là tôi phải bóp cái miệng ống, đúng không? Thì theo nguyên tắc mình càng bóp thì cái dòng chảy nó vận tốc nó càng cao. Thế nhưng mà các anh chị lưu ý cảnh giác là nếu mà cái gì ráng bóp nữa thì thấy nó sao? Nó xịu xuống, đúng không? Khi mà bóp nhiều quá thì dòng chảy nó bắt đầu nó giảm xuống, và nếu bóp nữa thì nó tắt luôn. Tại sao như vậy? Thì cái định luật nó tương đối thôi. Cái thiết kiệm dòng chảy nó càng nhỏ, tốc nó càng gia tăng.
Nhưng mà nên nhớ rằng là khi mà dòng chảy nó qua chỗ hẹp, nó bị tiêu hao năng lượng rất là nhiều. Thật ra khi mà nó quá hẹp thì nó không đủ năng lượng để chạy tiếp được, thì một tốc nó rơi xuống. Và cái điều đó nó sẽ ứng dụng trong cái siêu âm đốt led rất là nhiều. Rồi bây giờ mình điều chỉnh cái thang tốc độ màu. Các chị thấy cái thang tốc độ màu nó rất là quan trọng, bởi vì cái thang đó nó sẽ cho biết rằng là cái máy nó cảm nhận. Ví dụ như tôi để 15 cm, cái thang 15 cm trên dây, thì có nghĩa rằng là nó cảm nhận tốt cái dòng chảy với vận tốc 15 cm trên dây. Còn nếu mà dòng chảy nó cao hơn thì nó sẽ bị vượt ngược. Còn dòng chảy nó quá thấp thì nó không nhận biết được. Thấy chưa? Thành ra cái thang đó là mình phải điều chỉnh tùy theo cái mạch máu. Tôi nói ví dụ như vậy thì trong máy người ta sẽ điều chỉnh như này. Ví dụ như làm đốt led động mạch cảnh vận tốc nó cao mà, thì thường người ta phải để cái thang vận tốc trung bình của nó là 35-40 cm trên dây. Nhưng mà làm cái tĩnh mạch vận tốc nó thấp mà, người ta để 10-15 cm trên dây, đúng không? Còn khi mà làm vi mạch như lúc này tôi hướng dẫn các anh chị phải thấp nữa, 3-5 cm trên dây thôi, không có để cao. Rồi, thì bây giờ mình tăng giảm bằng cách nào? Mình tăng giảm chính là cái scale, hoặc là cái máy người ta để, có máy người ta để scale, có máy người ta để là PRF. Không? Và khi mình điều chỉnh như vậy thì mình sẽ thấy rằng là cái PRF, mình giảm cái PRF thì cái scale nó cũng giảm theo luôn. Còn tăng cái PRF thì cái scale nó cũng tăng luôn. Thì đây, đó, đây là cái vận tốc trung bình. Thấy chưa? Như vậy là nó sẽ cảm nhận cái vận tốc trung bình khoảng chừng 30 cm trên dây. Còn nếu mà dòng chảy mà nó vận tốc cao mà mình để cái thang vận tốc màu quá thấp thì nó như thế nào? Thì các chị sẽ lấy một số tình huống. Đây là cái động mạch cảnh mà tôi để cái thang tốc độ màu 34 cm trên dây thì cái màu nó trắng đều động mạch. Còn nếu mà tôi để lên đến trên 100 cm trên dây thì nó bị khuyết màu. Còn nếu mà tôi để có 7 cm trên dây thì nó bị adiabatic. Thấy chưa? Như vậy thì có người sẽ hỏi rằng là thế này em để bao nhiêu động mạch? Nên nhớ rằng là máy thường thường nó để cái khoảng này, nhưng mà tùy theo người nữa. Bởi vì cái động mạch cảnh này nó được cung cấp máu, nó được bơm máu bởi cái tim. Một anh chàng thanh niên mà cao huyết áp không có điều trị thì cái dòng chảy lên động mạch cảnh rất là mạnh, và lúc đó vận tốc dòng chảy rất là cao. Là nhiều khi cái này mình phải tăng cái scale lên 50-60, nó mới mất hiện tượng vận tốc. Trong khi đó một ông già suy tim, hình dung ra tim nó đập không nổi nữa, thì vận tốc trên đây mình phải giảm cái scale xuống để mình chuẩn bị tăng, đúng không? Như vậy là cái thang này nó phụ thuộc vào mắt, máy nó chỉ cho cái trung bình thôi, rồi mình tăng giảm tùy theo đối tượng khảo sát. Dạ, các chị thấy đây là một cái chỗ hẹp, và khi mình để cái thang này quá thấp thì các chị thấy nó aliasing trước hẹp, tại hẹp và sau hẹp luôn. Còn nếu mình để quá cao thì nhiều khi nó bị khuyết màu luôn. Trong cái đó mình để vừa phải là trước hẹp nó không có bị aliasing, tại hẹp và sau hẹp aliasing. Như vậy thì nó sẽ phụ thuộc vào cái tùy tình huống bệnh lý để mình khảo sát tăng giảm scale. Rồi, ở cái chỗ mạch máu hẹp nặng thì tôi nói rồi, khi mà nó hẹp nặng thì cái vận tốc nó rất là thay đổi. Tức là khởi đầu thì vận tốc nó sẽ rất là căng, nhưng mà sau đó nó xuống, nó giảm bình thường, rồi sau đó nó xuống rất là thấp. Làm sao mình biết được? Mình phải điều chỉnh cái máy thôi để nhận biết nó thôi. Đây là một cái trường hợp các anh chị thấy là cảnh chung bình thường, cảnh ngoài bình thường, cảnh trong không có tín hiệu màu. Nhưng mà xin thường, cái thang này tôi để 60 cm trên dây không được, tôi giảm xuống. Khi tôi giảm xuống 15 cm trên dây, các anh chị thấy được dòng chảy không? Mặc dù nó bị xào ảnh do chuyện đó, nhưng mà thấy được dòng chảy chưa? Một cái dòng chảy rất là nhỏ nhoi, nó nằm ở ngay giữa đó. Nhưng mà chưa? Thấy chưa? Đó. Và như vậy thì nếu mà mình không giảm xuống thang tốc độ màu xuống, mình chẩn đoán cái mạch máu này nó bị cắt. Trong khi đó đây là một mạch máu hẹp rất là nặng, thì tất nhiên mình sẽ cho thêm cái đốt led xung vô. Thì khi đốt led xung thì nó có cái phổ của nó, nhưng mà cái hình này nó không có ở đây. Rồi, tiếp đến là cái dòng chảy tĩnh mạch nó có vận tốc rất là thấp, cho nên rằng là cái thang tốc độ màu thấp. Thì cái mạch máu lớn nhất của cái hệ nông nó là cái tĩnh quai, tĩnh mạch thiệt lớn, thì người ta bị để một cỡ chừng 15 cm trên dây, chứ còn để cao hơn là không có nhận biết được dòng chảy của nó. Nhưng mà khi mà nhược điểm của đốt led là khi mà cái thang mà nó thấp thì nó rất là dễ bị sò ảnh do chuyển động. À,
thì các anh chị thấy rằng là đây là cái tĩnh mạch van, đây là cái tĩnh mạch hình vé nó đổ về, và các anh chị thấy rõ ràng nó có dòng chảy trên trắng đen, nhưng mà mình cho cái đốt lam màu luôn, nó không có trách nhiệm màu. Lý do là mình để cái thang này nó cao quá so với dòng chảy này. Thế nhưng mà mình giảm xuống cỡ chừng 2 cm trên dây, thấp nhất là 1 cm trên dây, thì lúc này không phải là tín hiệu màu nữa, mà đây là sợ mạch cho hiện tập, đúng không? Đây là nhiệm kiểm của siêu âm đốt lam. Rồi, nhưng bởi vậy cho nên mình nên tập dụng khi mình làm siêu âm mạch máu đó, đúng nhất là đối với hệ tĩnh mạch đó, mình nên tập dụng cái hồi âm tương phản tiên phát của dòng chảy. Rồi cái gì thấy đây là cái tĩnh mạch hiện lớn, cái gì thấy chỗ này nó bị phình lên, đây là cái lá van, và đây là lúc mình chưa làm cái nghiệm pháp Vachava, đây là cái dòng chảy tĩnh mạch. Thì khi mình làm cái nghiệm pháp Vachava thì các chị thấy nó có một cái dòng trào ngược qua lá van và nó cuộn xoáy sau cái lá van rất là rõ. Bây giờ cái này là hoàn toàn là siêu âm trắng đen như cái gì, nhưng mà dựa vào cái hồi âm tiên phát của dòng chảy để biết là nó có dòng trào ngược, đúng không? Cái này nó còn đẹp hơn đốt lam màu, để cho cái gì xem cái đốt lam màu. Đây là không có van sanh va, cái dòng chảy nó đi tới. Và cái này khi mình thường điểm nghiệm pháp van sanh va, nó xuất hiện cái màu đỏ, tức là mình biết nó có trào ngược. Nhưng mà rõ ràng nó không có đẹp bằng cái hình trên, nó không có trục xoáy đẹp bằng hình trên đâu. Rồi, điều chỉnh cái độ lọc thành. Thì mình nên nhớ rằng là ngoài cái dòng chảy nó tạo ra cái tín hiệu, thì khi mà cái thành phẩm nó tự động nó cũng tạo ra cái tín hiệu. Và như vậy thì người ta sẽ dùng cái độ lọc thành để mà giảm loại cái tần số thấp của cái thành mạch đó. Thì khi mà mình tăng cái PRF thì nó sẽ tăng cái độ lọc thành, mà giảm thì nó cũng ngược lại. Thì bằng cách là thông thường đó, là cái độ lọc thành nó kết hợp với cái PRF trên một mức chức năng, nhưng mà cũng có thể là riêng biệt tùy theo máy. Thì máy cũ thì nó kết hợp một lúc. Thì đây là một cái dòng máy đời thấp, thì cái gì đấy là người ta để PRF và mở ngoặc cái voltage filter, tức là khi mình có nghĩa rằng là cả PRF và độ lọc thành nó nằm chung trong một nút, tăng giảm nó sẽ đi cùng với nhau. Thì cái gì thấy đây là một cái trường hợp mà cái gì thấy PRF đây là khởi đầu là 3.4 kHz, thang tốc độ màu là 25 cm trên dây. Khi mà tôi giảm cái PRF xuống 1.7 thì cái thang tốc độ màu này nó giảm theo, đúng không? Đương nhiên. Và cái độ lọc thành này trước điều chỉnh nó là 262, sau điều chỉnh nó còn 135. Đó, như vậy là giảm PRF thì độ lọc thành nó cũng giảm, tăng thì nó cũng tăng. Đó, và khi mà PRF nó giảm thì thang tốc độ màu cũng giảm. Thì đây là một cái nhược điểm của những cái dòng máy cũ. Còn cái dòng máy mới á, là mình có thể điều chỉnh riêng. Tôi nói ví dụ như đây, người ta hay là cái PRF, thì khi mình điều chỉnh thì cái PRF này thay đổi và cái độ lọc thành không thay đổi. Thì bây giờ mình sẽ xem một số cái điều chỉnh. Ví dụ như đây là tôi chỉ điều chỉnh riêng cái độ lọc thành thôi. Thì cái gì thấy rằng là cái PRF trên cái hình thứ nhất này là 3.7, cái PRF trên hình thứ hai này là 3.7. Như vậy là nó không thay đổi trên này. Và khi tôi điều chỉnh riêng cái độ lọc thành thì nó từ 7.90 thì nó giảm xuống 2.62, trong khi đó cái PRF không thay đổi. Cái thang và tốc màu ở bên này 25, bên này 25, đúng không? Thì những cái máy tốt thì mình phải cái độ lọc thành là mình điều chỉnh riêng, còn cái PRF điều chỉnh riêng thì lúc đó máy nó mới làm việc tốt và cái đốt lam màu. Điều chỉnh gam phổ và gam màu thì mình rất là dễ bị dư hoặc là thiếu gam. Thì nếu mà cái gam phổ hoặc gam màu nó quá thấp thì mình sẽ bỏ sót tín hiệu, còn nó quá cao thì nó bị soi gương hoặc là đem phổ hoặc đem màu. Thì cái gì thấy đây mình làm cái đốt lam sung mà cái dưới đây mình không thấy cái gì sung hết, nào là bởi vì cái này gan sung, cái gan của đốt lam sung nó quá thấp. Thì tôi tăng lên cái gan sung thì cái gì thấy cái này gan sung nó quá cao, nó xóa hết luôn, trong khi đó cái gan vừa phải. Bây giờ cái gan thứ nhất này là đốt lam sung nó là bằng bao nhiêu? 8. Cái dưới này nó quá cao, cái gan nó là 78, còn cái gan nó vừa phải nó là 37. Thì mình phải biết điều chỉnh cái gan này. Còn một số máy thì nó mình thể hiện bằng cái hình tượng soi gương, tức là khi mình thấy cái soi gương này biết nó dư gan phổ thì mình giảm bớt cái gan phổ lại. Cái gan màu cũng tương tự, đây là một cái gan màu vừa phải,
Còn cái này là quá, cái gam màu nó quá ít thì cái gì thấy rằng là nó bị khuyết màu. Còn cái này nó gam màu nó quá dư thì nó sẽ bị lem màu và hay thành bệnh. Bây giờ đó, đây là một cái trường hợp gam màu nó quá dư. Thì cái gì thấy chỗ này nó allergic nhưng mà thấy gần như lòng mạch nó bình thường. Trong khi đó nếu mà cái gam màu vừa đủ thì sẽ bộc lộ ra một cái chỗ hẹp rất là nặng ở chỗ này. Rồi, cái phổ tạng khớp và gút là cái mà anh chị phải biết, là bởi vì trong các anh chị cũng nó có một cái bệnh lý rất là khó khăn trong chẩn đoán là sóng buồng trứng. Nếu mà các anh chị không biết cái phổ này thì rất là khó để chẩn đoán. Cái dòng chảy mà nó cho ra cái phổ tạng khớp và gút này mình gặp rất là nhiều ở trong cơ thể. Ví dụ như một cái mạch máu bị hẹp nặng ở hạ lưu của nó, mình có thể thấy được cái phổ này. À, một cái mạch máu nó bị hẹp nặng trên một đoạn dài thì cái đoạn cuối với đoạn hẹp đó mình thấy cái phổ này. Hoặc là một cái đoạn máu mà nó do tuần hoàn và hình thành cũng thấy, và có thể ở cuốn sống của cái sống buồng trứng cũng có thể thấy, hoặc là sống tinh hoàn cũng có thể thấy. Thì bây giờ tôi sẽ nói một cái ví dụ thôi. Tôi nói ví dụ như là mình có cái động mạch đùi. Động mạch đùi thì nó sẽ chia hai ra là động mạch đùi nông và động mạch đùi sâu. Động mạch đùi nông thì nó nuôi cái đùi, nuôi cái cơ bụng đùi. Cái động mạch đùi đùi sâu thì nó nuôi cơ đùi. Động mạch đùi nông thì nó chạy xuống, nó hình thành cái động mạch khoeo. Và cái động mạch mạch khoeo thì nó sẽ nuôi cái cẳng chân. Là như vậy chưa? Và bây giờ nó tình huống là nó tắt cái động mạch đùi nông thì nó sẽ có hai kiểu. Một là tắt cấp tính. Ví dụ như một cục huyết khối nó xuống, nó làm tắt cái động mạch đùi nông. Thì nếu mà mình không xử lý kịp, móc cái cục huyết khối ra, người ta bị cưa cái chân, đúng không? Nhưng mà thông thường trong cơ thể mình đa phần là tắc mãn tính. Tắc mãn tính là sao? Cái động mạch đùi nông đầu tiên nó có màng bừa sơ, 10 năm sau mọi người sơ nó nhiều lên, 20 năm sau nó mới tắc. Thì trong quá trình 20 năm như vậy thì nó hình thành những cái bàn bè, nó đi từ trên xuống đập vào đấy, nó đi từ trên chỗ hẹp xuống dưới chỗ hẹp, đi xuống. Thì lúc đó là mặc dù nó tắc động mạch đùi nông, nhưng mà mình để cái hộp màu ở trong cái trình mạch phao, mình vẫn thấy có màu nó đều hết. Cái trình mạch, cái động mạch phao nó vẫn đều hết, nó không bị tắc gì hết. Nhưng nếu mình cho cái đốt le sung vô thì nó không phải là cái phổ va phai, mà là cái phổ sản rút và rút. Tại vì nó là cái máu gom lại của những cái bàn thể, nó đưa xuống cái dòng chảy nó rất rất yếu. Và mình chỉ nhận biết được chủ yếu. Thực ra nếu mà làm đúng lên màu mình quen mình biết, lúc đó mình phải giảm cái scale xuống rất là thấp, mình mới nhận biết được là nó có màu. Nhưng mà khi mình cho sung vô thì nó rất là đặc hiệu. Cái phổ nó gọi là phổ tạch nước và phút. Thì đặc trưng của cái phổ này á, là cái thời gian gia tốc nó kéo dài, tức là cái PT nó kéo dài, và cái đỉnh của cái fistulin nó thấp và nó tròn. Bây giờ mình sẽ có cái hình này để hình dung. Có hai cái động mạch thành hai bên. Cái bên này nó hẹp rất là nặng. Và nếu mà mình để cái cửa sổ Doppler trong động mạch nhu mô thận, mình thấy cái phổ nó như thế này. Trong khi đó cái động mạch bên trái thì nó thông thoáng. Nếu mình để cửa sổ trong cái nhu mô thận thì cái phổ nó như thế này. Đấy chưa? Cái phổ này và phổ này hoàn toàn khác nhau. Tại sao như vậy? Thì bây giờ mình để ý, nó có một cái khái niệm gọi là thời gian gia tốc. Nếu mà cái mạch máu mình nó thông thoáng thì khi mà tim nó bóp một cái là máu nó đến gần vành đích này, đúng không? Thì lúc đó thì mình hình dung ra là cái thời gian mà vận tốc nó từ zero nó vọt lên đỉnh nó rất là ngắn. Cái khoảng này chính là cái AT, cái thời gian gia tốc, đúng không? Nó vọt lên ngắn. Còn nếu mà nó khó khăn, nó bị hẹp rất là nặng thì dòng chảy qua đây rất là yếu, thì mình hình dung ra là cái AT này nó kéo dài, cái đỉnh nó thấp. Nhưng mà chưa? Rồi. Bây giờ mình có một cái động mạch cảnh, hai cái hệ cảnh hai bên, đây là bên phải và bên trái. Cái gì đây là mạch thông thoáng, đây là cảnh trong, đây là cảnh ngoài. Thì cái gì thấy là tại ở vị trí này thì AT nó rất là ngắn gọn, lên cảnh trong cũng rất là ngắn gọn. Nhưng mà ngược lại bên đây nó hẹp nằm ở đó. Để cửa sổ ở đây, cái phổ này là tạc đốt bằng hút, tạc đốt bằng hút, khác hẳn bên này. Bây giờ, mình sẽ có một số hình để minh họa. Đây là cái quả thận phải và thận trái. Thì phần phải bình thường, các anh chị thấy cái AT này nó rất là gọn. Đây nè, tôi đo cái thời gian AT này. Còn trong cái trường hợp này,
nó bị hẹp ở gốc, cho nên là khi mình làm đốt lên trong nhu mô cái gì thấy nó kéo dài, đúng không? Cái gì thấy là cái bộ này cao hơn bên này, nhưng mà không phải. Khi mình đọc mình phải coi cái thang vận tốc nè, với ứng với cái bộ này á, là cái vận tốc cái pistolet này nó trên 50 cm/s, trong khi đó cái này cái thang vận tốc này nó khoảng chừng 20 cm/s, là đo được 21 cm/s, đúng không? Rồi, đây là một cái buồng trứng mà bây giờ càng ngày càng gặp sóng buồng trứng ở những bệnh nhân này, tức là những người hiếm muộn và người ta dùng thuốc kích thích rụng trứng, đúng không? Thì khi mà kích thích rụng trứng thì nó hình thành rất là nhiều cái nang loãng và thể tích buồng trứng nó tăng lên và rất là dễ bị xoắn. Và người ta làm đốt lên màu người ta thấy có tín hiệu, người ta làm đốt lên xung cũng có tín hiệu, nhưng mà cái phổ này, cái gì thấy nó là phổ tạc cuối cùng hút, cái pistolet nó chưa đến 8 cm/s, đúng không? Và đây là một cái trường hợp người ta mổ ra là nó xoắn 3 vòng, tại vì cái khổ của cái xoắn á là nó sẽ cái sự chèn ép mạch máu nó phụ thuộc vào hai yếu tố, thứ nhất là số vòng xoắn và thứ hai là cái độ chặt của cái xoắn, thấy không? Thành ra rằng là nó vẫn có tưới máu ở trong đó, nhưng mà rõ ràng cái dòng chảy nó rất là yếu, và như vậy là có tín hiệu màu chưa chắc là không bị xoắn, có tín hiệu xung cũng chưa chắc, mà phải coi cái phổ của nó, thấy không? Ở đây là một cái xoắn buồng trứng. Mình bỏ qua cái hình này, cái hình này cũng hề cảnh. Rồi bây giờ mình, cái hình này mình coi nha. Cái động mạch đùi chung nó đến đây, nó tắt. Thì bây giờ lúc nãy tôi giải thích rồi thì hiểu tại sao đợt này tắt và đợt này có máu là gì. Như vậy là nó có những cái bàn thể để nó nối từ trên xuống dưới đây không máu. Rồi như vậy là trên đùi như vậy xuống đến cẳng chân. Cẳng chân thì đây là một bệnh nhân tiểu đường, cho nên cái gì nó mô hóa thành mạch này. Rồi đây là cái mạch máu này. Đó, khi mình già rồi cái mạch máu mình nó dị đó. Rồi, mình cho cái đó đề xung vô, có màu rất là đẹp, nhưng mà rõ ràng cái thang mà có màu để thấp. Cái phổ này gọi là đặc trưng của cái phổ đặc trưng. Thấy chưa? Màu vẫn đều ở trong lòng mạch, nhưng mà cái phổ nó khác. Bệnh nhân khác. Đó, cái gì thấy? Thấy màu quá đã luôn cái gì? Nhưng mà xin thương cái thang thuốc đồng hồ tôi để có 5 cm trên dây này. Mình coi những cái xung nó như thế nào. Đó, nó như những cái đục rơm nhỏ như thế này, cái kích nó bao nhiêu, cái này 20-30, cái phổ này cũng gọi là phổ tạc. Điều này chứng tỏ rằng là nó tắc hoặc là hẹp nặng ở phía trên của nó, đúng không? Rồi, tôi xin kết thúc bài thứ nhất ở đây. Bây giờ mình còn 2 bài nữa trước khi mình nghỉ trưa, nghỉ mấy phút mà, bộ bài này trước.